Tu La Võ Thần tập 24, Giới Linh của Tên Linh Giới, thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sở Phong, là ngươi à. Sau khi nhìn thấy Sở Phong, mặc dù những người đó đã trở thành tù nhân nhưng vẫn không giấu giếm nỗi căm hận với Sở Phong. Nhất là đám người Tống Thanh Phong và Bạch Vân Phi, ánh mắt của họ quả thực có thể giết chết người khác. Chuyện gì xảy ra thế này? Thấy Sở Phong bị mang vào, Hắc Thiểm Vương mở miệng hỏi. Bẩm Đại Vương, tên tiểu quỷ loài người này vừa mới xông vào lãnh địa của chúng ta, bị chúng ta bắt lại xem bộ dáng này thì chắc hắn cũng là người của trí tôn sơn trang một yêu thú thiên võ cảnh giải thích hả nghe vậy cặp mắt to màu đỏ của hắc Thiểm vương quay tròn bắt đầu quan sát sở phong ha ha các ngươi hiểu lầm rồi ta không phải là người của trí tôn sơn trang thật ra ta chỉ đi ngang qua thôi không hề có ý định mạo phạm đâu sở phong mỉm cười hắn biết tử hiên viên đang ẩn núp đâu đó nên không hề e ngại những yêu thú này dù cho vị hắc Thiểm vương này có mạnh đến mấy thì theo suy đoán của sở phong thực lực của tử hiên viên cũng không thua kém là bao cho dù hai người họ có đánh một trận thì lợi thế chưa chắc đã thuộc về Hắc Thiểm Vương, mà nói thật, tuy đám yêu thú này rất đông, nhưng thật sự có thực lực thì chỉ có một mình Hắc Thiểm Vương thôi. Nếu như Hắc Thiểm Vương bị khống chế thì đám người Tử Linh thừa sức ứng phó với đám yêu thú còn lại. Sở Phong, ngươi đến cứu ba người chúng ta đấy à? Nhưng vào lúc này, sắc mặt Lưu Tiêu Dao lại biến đổi, trông có vẻ rất cảm động, hắn ta gọi Sở Phong thật to, giọng nói đầy cảm kích và nhiệt tình. Lúc đầu Tống Thanh Phong không hiểu vì sao thái độ của Lưu Tiêu Dao lại thay đổi như thế nhưng ngay sau đó đã thông suốt, đã cười quỷ dị nói với sở phong sở phong ta biết ngươi là người có nghĩa khí sẽ không vứt bỏ chúng ta mà thế nào đã báo với các trưởng lão chưa bọn họ sẽ nhanh chóng đến cứu chúng ta phải không sở phong người thật lợi hại trong suốt đoạn đường chúng ta đi cùng nhau ngươi là người giết được nhiều yêu thú nhất sau được trải nghiệm lần này chắc chắn trang chủ tần lôi sẽ thưởng lớn cho ngươi con mẹ nó sao mấy chiêu hại người của các ngươi vẫn vụng về quá vậy các ngươi tưởng ai cũng ngu ngốc như các ngươi à sở phong hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh bỉ hắn biết đám người lưu tiêu dao muốn mượn đao giết người muốn bịa chuyện để kích thích lửa giận của yêu thú mượn tay yêu thú giết sở phong hả tuy nhiên hắc thiểm vương cũng rất thông minh đã nhìn ra được xích mích giữa sở phong và đám người lưu tiêu dao vì vậy trên gương mặt xấu xí của nó hiện lên một nụ cười quái dị xem ra các người quen nhau nhỉ quen đương nhiên là quen rồi hắn là huynh đệ tốt của bọn ta đấy ta khuyên các người tốt nhất là đừng đụng vào hắn không thì phụ thân của hắn nhất định sẽ san bằng núi vạn yêu của các người lưu tiêu dao vẫn chưa từ bỏ ý đồ tiếp tục nói bậy nói bạ không sai phụ thân của sở phong hận yêu thú nhất ngày nào ông ấy cũng ăn yêu thú đệm chăn trong nhà sở phong cũng toàn được làm từ da lông của yêu thú đấy bạch vân phi lại bổ sung các người còn vô liêm sỉ hơn được nữa không muốn hại người cũng không cần rõ ràng như vậy chứ thật sự tưởng là chỉ số thông minh của mọi người đều thấp như các ngươi à sở phong phản bác ha 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 thú vị thú vị xem ra giữa các ngươi thực sự có chuyện gì đó tiểu ngư rốt cục là có chuyện gì đến nói bản đại vương nghe một chút hắc thiểm vương cười to một trận sau đó vẫy vẫy tay gọi một yêu thú đầu châu gần đó con yêu thú này không giống những kẻ khác mà mặc đồ giống người hầu của loài người, nó đi đến bên cạnh Hắc Thiểm Vương, cung kính nói: "Bẩm đại vương, thằng nhóc này tên là Sở Phong, trước khi các ngài hành động, hắn từng muốn cưỡng bức cô nương kia nhưng bị đám người kia phát hiện, bọn họ vô cùng tức giận, muốn giết chết Sở Phong nhưng hắn lại chạy thoát, không ngờ cuối cùng tên này lại chạy tới chỗ chúng ta, mà lúc này, Sở Phong cuối cùng cũng biết, hóa ra yêu thú đầu châu này là gian tế nằm vùng ở chỗ bọn họ, nếu không nó cũng không biết được việc này, ha ha, thì ra là thế, quả nhiên là có ân oán." thật không hổ là loài người ai ai cũng là một sinh vật ác độc đê tiện hết lại còn muốn lợi dụng ta giết kẻ thù nữa có điều các người quá coi thường bản đại vương rồi đấy sau khi biết được chân tướng hắc thiểm vương khinh bỉ nhìn thoáng qua đám người lưu tiêu giao rồi chỉ vào sở phong hạ lệnh ném cái tên sở phong kia vào chung với bọn chúng đi dẫn cả đám tiểu quỷ loài người kia đến đây luôn tối nay bản đại vương muốn chơi một trò chơi thú vị bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ngay sau đó sở phong liền bị ném vào chung với đám người liệu trì tôn Mặc dù hiện giờ mấy người này chỉ hận không thể lập tức giết chết Sở Phong nhưng bọn họ đều là tù nhân cả, nên chỉ có thể dùng ánh mắt đe dọa Sở Phong một chút thôi. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Sở Phong hoàn toàn không thấy được ánh mắt của bọn họ. Mặt khác, vì Sở Phong cách Tử Linh khá gần nên hắn linh hoạt uốn éo cơ thể mình một hồi, cuối cùng không biết xấu hổ tiến tới bên cạnh Tử Linh. Tử Linh, ta tới cứu cô đây. Sở Phong ghé vào bên tai Tử Linh thấp giọng nói. Tử Linh liếc nhìn Sở Phong một cái, sau đó liếc mắt nhìn Hạ Nhạc Nhi rồi cuối cùng lại hung hăng lướt Sở Phong. Nàng hư lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi, không để ý tới sở phong nữa chà cô ghen đấy à thấy nàng như thế sở phong cười hì hì một lúc lâu sau hắn thấy tử linh vẫn không để ý đến mình mới đành giải thích đừng nói là cô tin mấy lời của hạ nhạc nhi đấy nhé với trí thông minh của cô mà không thể thấy được ta bị oan à sở phong tên nhãi nhà ngươi cách xa tử linh dư muội ra đi không thì ta làm thịt ngươi đấy liễu trí tôn ở cách xa bọn họ thấy sở phong lại ve vãn quấy dày tử linh bèn nổi trận lôi đình quát lớn với sở phong đến đây đến đây để ta xem ngươi thịt ta như thế nào thấy vậy sở phong chẳng những không cách xa tử linh ra mà ngược lại còn dính sát vào nàng hơn mà tử linh lại không thể nào tránh được cả cơ thể giống như bị dán dính vào hắn vậy cuối cùng nàng đành chịu thua mặc cho sở phong bám lấy mình sở phong tốt nhất là ngươi đừng sống sót rời khỏi nơi này nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận lúc này liễu trí tôn đã giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi thậm chí ánh mắt đã trợn trắng lên xem ra bị sở phong chọc tức quá mức rồi Cầm miệng cho ta còn dám nói nữa ta cắt lưỡi ngươi đấy đúng lúc này vì ngứa mắt với thái độ của liễu chí tôn nên yêu thú thiên vũ cảnh khi nãy tiến lên phía trước đá một cú lên người hắn ta liễu chí tôn ngã sập mặt xuống đất chảy chán chảy máu lợi đau đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết những người còn lại thấy cảnh ấy đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám mở miệng uy hiếp sở phong nữa mà chỉ đành trớ mắt nhìn hắn sàm sỡ tử linh không ngừng không lâu sau đó ở bên kia đại điện xuất hiện một đám người sở phong vừa lướt mắt nhìn qua thì lập tức cả kinh bởi vì hắn thấy được rất nhiều bóng dáng quen thuộc trong đám người ấy trong đó có cố bác đám người từ trọng vũ của công hội giới linh ngay cả những người của tộc giới thị như giới thanh minh cũng có ở đó bọn họ cũng bị bắt lại rồi mà nhìn dáng vẻ ấy thì xem ra họ đã bị bắt trước đám người sở phong sở phong các ngươi cũng trông thấy mấy người sở phong đám người cố bác cũng giật mình bởi điều này chứng tỏ rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc này chẳng lạc quan tạo nào sau đó đám người giới thanh minh cũng bị đẩy đến trung tâm của đại điện ngồi chung với mấy người sở phong cuối cùng hắc thiềm vương đứng dậy rồi bước nhanh tới chỗ bọn họ lúc này trên gương mặt góc xấu xí của nó nở một nụ cười nói loài người vô sỉ kia, chúng ta cùng chơi một trò chơi thú vị nhé. Trò chơi, nghe thấy câu này, mọi người ở đây đều kinh hãi, mặt mũi tái mét, cực kỳ bất an. Bởi vì bọn họ có thể đoán được trò chơi của đám yêu thú này chắc chắn không phải tốt lành gì. Xưa nay yêu thú có tiếng là tàn bạo, e rằng chúng muốn hành hạ bọn họ thì đúng hơn. Khạc khạc, tuy nói là loài người trời sinh hèn hạ vô sỉ, tâm địa ác độc, nhưng cũng không thể không nói loài người cũng có vài cô nương xinh đẹp lắm đấy. Chẳng hạn như những cô nàng ở đây hôm nay, toàn là hàng hiếm cả hắc thiểm vương vừa nói vừa vươn đôi bàn tay sần sùi của mình sờ lên khuôn mặt một vị mỹ nữ a à, đừng cô nương kia thét lên thật to vẻ mặt đầy sợ hãi dừng tay hắc thiểm vương ngươi đừng có làm bậy chuyện gì cũng có thể thương lượng hết nhưng nếu ngươi dám làm bậy trí tôn sơn trang ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi liệu trí tôn gào lên con bà nó ngươi tưởng bản đại vương sợ hãi trí tôn sơn trang của ngươi chắc những lời vừa rồi của liễu trí tôn đã chọc tức hắc thiểm vương nó vừa suy nghĩ một chút một luồng thiên lực lập tức cuồn cuộn tỏa ra đánh lên ngực của liệu trí tôn khiến hắn ta bay vút đi lực lượng mạnh mẽ đến mức trong lúc liệu trí tôn còn đang bay giữa không trung đã bị phun ra máu tươi máu vương vãi khắp mặt đất ngay sau đó hắc thiểm vương lại chuyển ý nghĩ lần nữa một lực hút mạnh mẽ ảo ra từ trong người nó hút liệu trí tôn còn chưa rơi xuống đất phải quay trở về lơ lửng tại một nơi cách nó khoảng một thước thằng nhãi con đừng có nghĩ rằng bản đại vương sợ hãi trí tôn sơn trang của ngươi cũng đừng có ra vẻ như trí tôn sơn trang chính nghĩa hiên ngang lắm ta biết rõ các ngươi là loại người thế nào mà lời vừa rồi của ngươi là có ý gì có phải nếu ta đụng vào nàng ta thì trí tôn sơn trang các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta không đôi mắt đỏ sẫm màu máu của hắc thiềm vương to như hai quả đấm tức giận nhìn liễu trí tôn đang đau đớn lơ lửng giữa không trung ta đối mặt với ánh mắt tàn bạo như vậy liễu trí tôn cũng chẳng còn đủ dũng cảm để đáp trả lại nữa mẹ nó ta đang hỏi ngươi đấy hắc thiềm vương lại vung tay tát liễu trí tôn một cái khiến hắn ta lại bay vút đi lần nữa cũng giống như lần trước liễu Chí tôn còn chưa chạm đất đã bị lực hút kinh khủng của hắc thiềm vương hút trở lại chỗ cũ giây phút này hơn một nửa khuôn mặt bên phải của liễu trí tôn đã sưng vù lên đỏ bừng trông không khác bánh bao là mấy qua đó mới biết vừa rồi hắc thiểm vương tát hắn ta mạnh cỡ nào ta hỏi người đấy mau trả lời đi có phải nếu ta làm gì nàng ta thì trí tôn sơn trang các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta đúng không hắc thiểm vương chỉ ngón tay về phía cô nương mà nó vừa sờ lúc nãy lớn tiếng chất vấn giọng nó vang dội tựa sấm rền làm chấn động cả đại điện thấy tình hình không khả quan ánh mắt liễu trí tôn lóe lên như đang suy nghĩ lựa chọn câu trả lời có thể bảo toàn tính mạng cuối cùng hắn ta cắn răng nói đúng vậy có mẹ mày chứ ai ngờ liễu trí tôn vừa nói xong đã bị hắc thiềm vương tát luôn vào má trái lần này nó cũng dùng lực mạnh tương đương lần trước vì vậy má trái của liễu trí tôn cũng sưng vù lên gương mặt tuấn tú của hắn xem như đã bị phá hủy hết cả ta đụng vào nàng ta thì trí tôn sơn trang các ngươi không bỏ qua cho ta nhưng lúc ta không đụng vào nàng ta cũng không bắt các ngươi thì trí tôn sơn trang các ngươi có bỏ qua cho bọn ta không hả bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đừng bảo rằng ngươi không biết đám người trí tôn sơn trang các ngươi bây giờ đang làm gì hả bây giờ bọn chúng đang tàn sát sinh linh trong núi vạn yêu bọn ta đấy trong khi núi vạn yêu bọn ta chưa từng đắc tội trí tôn sơn trang các ngươi bao giờ nhưng ngươi dòng tay lên mà nghe đây này đừng tưởng các ngươi đã thắng cũng đừng tưởng bởi rằng bọn ta sợ các ngươi trí tôn sơn trang của ngươi chẳng qua chỉ là một lũ tầm thường mà thôi ngay từ lúc bắt đầu các ngươi đã trúng bẫy của bọn ta rồi bây giờ e là bọn chúng còn khó giữ được mạng sống của mình có khi chết hết rồi ấy chứ thế mà ngươi vẫn chờ bọn chúng đến cứu các ngươi à nằm mơ đi ha 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 bỗng dưng hắc thiểm vương cười như tiên trông nó không giống như đang tuyên bố rằng mình đã thắng, mà giống như đang bày tỏ phẫn nộ hơn. Đám loài người vô sỉ, các ngươi phải trả giá vì lòng tham và dã tâm to lớn của mình trong lúc nói chuyện. Hắc Thiểm Vương tóm lấy cô nương ở dưới đất lúc nãy, bỗng nhiên kéo tỏa một cái, một tiếng xoài vang lên, áo quần của nàng rách bươm, làn da trắng ngần như tuyết và vóc dáng thướt tha của cô nương ấy đều lộ ra hết, trên ngực chỉ còn lại chiếc yếm màu đỏ. A, à, nàng ta vội vàng dùng hai tay che kín ngực mình, hét lên một tiếng chói tai, nhưng Hắc Thiểm Vương đâu thèm để ý đến nàng, nó phất ống tay áo, ném nàng cho con yêu thú đầu châu kia, tiểu ngưu, người có cung ẩn nấp làm gián điệp, ta thưởng nha đầu này trong ngươi đấy, không cần khách khí, cứ đem vào góc khuất mà chơi. Ha ha ha, cảm ơn đại vương, yêu thú đầu châu kia cũng không khách khí, lập tức đè cô nương kia ra đất, nó đưa tay xé một cái, kéo luôn chiếc yếm duy nhất còn lại trước ngực cô nương ấy xuống, để lộ ra bầu ngực săn chắc. Ha ha, đúng là hàng ngon, nhìn thấy một món hàng quý hiếm như vậy, hai mắt con yêu thú đầu châu kia lập tức sáng bừng lên, thằng nhỏ của nó ở dưới chân cũng bắt đầu trỗi dậy cứu ta cứu ta với cô nương kia sợ hãi đến mức mặt mũi tái nhợt hồn phách tựa như đã bay biến đi hết cả nàng điên cuồng kêu cứu, cứu nhưng trong lúc như vậy ai dám cứu nàng đây dừng tay đúng lúc ấy một người thanh niên đứng dậy tức giận hét lên thoạt nhìn thì người nọ có vẻ đã gần 30 tuổi mặt mũi bình thường không có gì đặc biệt tu vi huyền võ cấp 7. đáng ra tu vi này cũng khá rồi nhưng do tuổi y không nhỏ nên khi so sánh với mấy người tham gia đại hội liên nhân lần này thì quá bình thường có điều tuy bình thường như vậy tu vi cũng không quá mạnh nhưng y lại can đảm nhất trong số những người ở đây khi dám ra mặt cho nữ nhân kia trong lúc này ái chà còn có người dám đứng ra làm anh hùng cơ à không tệ gan dạ đấy muốn cứu người phải không đừng nói là ta không cho người cơ hội nhé người muốn cứu nàng ta thì cứ đem mạng ra mà đổi sao có dám không hắc thiểm vương nhìn người nọ lạnh giọng nói dám chỉ cần các ngươi chịu thả nàng thì mạng của ta là của các ngươi vị huynh đài này ngược lại cũng là người trượng nghĩa dám đem tính mạng của mình ra để cứu cô nương kia khỏi cảnh nhục nhã có điều mọi người ở đây ai cũng thấy được ánh mắt y nhìn cô nương kia rất là khác lạ, hình như có tình cảm đặc biệt gì đó với nàng ta. "Được, khí phách lắm, người đâu, dẫn đi ra đây, tiểu ngưu, thả nha đầu kia ra đi, lát nữa bản đại vương sẽ cho ngươi một ạc khác để chơi." Hắc Thiểm Vương nói. "Không cần, ta tự đi được." Hai mắt người nọ sáng như đuốc, tựa như đã sẵn sàng nhận lấy cái chết. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người xung quanh, y từ từ bước ra khỏi đám người đang bị giam giữ. Cùng lúc đó, cô nương bị làm nhục kia cũng vội vàng mặc quần áo vào bị đám yêu thú trói lại lần nữa rồi dẫn về chỗ những người còn lại. Không biết là do nàng ta bị sợ hãi quá độ hay do tính tình vốn lạnh lùng mà khi đi ngang qua người đã cứu mình, nàng ta còn chẳng có lấy một câu cảm ơn. Thấy nàng như vậy, sắc mặt của người kia trở thay đổi, có thể thấy được y quả thực rất thích cô nương kia, nếu không cũng sẽ không xả thân cứu nàng. Nhưng hiển nhiên là y chẳng thể ngờ được kết quả này, dù y có chịu chết thay nàng thì nàng cũng không nhìn y lấy một lần. Trong lúc ấy, Hắc Thiểm Vương vẫn luôn quan sát người vừa đi ra từ giữa đám người kia, sau đó nhìn sang Lữ Chí Tôn bên cạnh, đến ngươi xem đi, ngươi là đệ tử của Chí Tôn Sơn Trang đệ nhất thiên hạ đấy, thế mà ngay cả một người ngoài cũng không bằng, thật đúng là đồ bỏ đi. Sau khi Hắc Thiểm Vương nói xong, vẻ mặt của Liễu Chí Tôn rất khó coi, mọi người đều nhìn về phía hắn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ, vì trong những lúc như thế này, đáng ra Liễu Chí Tôn nên ra mặt mới phải, nhưng hắn ta lại chỉ trơ mắt ra nhìn, điều này làm cho mọi người cảm thấy hơi thất vọng. Hắc Thiểm Vương cũng không để ý đến Liễu Chí Tôn nữa mà nhìn về phía người thanh niên bình thường đằng kia, muốn chết thay cũng được thôi, dù sao hôm nay ta cũng muốn chơi đùa với các ngươi một lúc, nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng hiểu được, chết là một nguyện vọng xa vời với ngươi, vì chỉ có chết ngươi mới được giải thoát. Nhím con, thằng nhóc này giao cho ngươi đấy, chắc không cần ta nói ngươi cũng biết phải làm những gì rồi chứ?" Hắc Thiểm Vương nhìn sang một con thú mang đầy gai trên người, nó chính là một trong hai yêu thú đã đạt tới cảnh giới thiên võ. "Đại Vương, tiểu nhân biết nên làm gì rồi ạ. Con yêu thú nhím này rất lớn, những chiếc gai sắc nhọn chi chít khắp người, móng vuốt của nó càng đặc biệt hơn nữa, quả thật không khác gì một hung khí có thể hạ gục kẻ thù bất kỳ lúc nào." Nó bước về phía người thanh niên kia đạp y ngã xuống ánh mắt nó trông cực kỳ ghê rợn nói bằng giọng hết sức kỳ bí yên tâm chắc chắn ta sẽ khiến người nhìn rõ cuộc đời này đáng sợ như thế nào một tiếng vụt vang lên con yêu thú nhím đột nhiên vươn móng vuốt ra cắm sâu vào phần lưng của người nọ máu lập tức bắn tung tóe khắp nơi tiếng hét thảm vang vọng trong đại điện a à, trên lưng đột nhiên đau đớn khiến người nọ hét lên nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi sau khi móng vuốt đi sâu vào cơ thể y con yêu thú nhím bắt đầu giở hết ngón nghề của mình ra những thủ đoạn kinh khủng của nó khiến những người đứng đó vội quay đầu không dám nhìn ngay cả sở phong cũng cảm thấy ra đầu run lên bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không thể không nói bàn về sự độc ác thì con người sao có thể so sánh với yêu thú sự khát máu hung tàn ấy vốn đã là bản năng từ khi sinh ra của chúng rồi con yêu thú nhiễm hành hạ một lúc cả cơ thể người nọ ứa đầy máu tay chân cũng chẳng còn lành lặn hơn nữa đúng như những gì hắc thiềm vương dự đoán bây giờ y đã bắt đầu cầu xin tha thứ nhưng không phải cầu xin để được sống sót mà là để chết đi vào lúc này y thật sự thấu hiểu cảm giác sống không bằng chết nhưng sao một con thú cực kỳ hận con người như hắc thiểm vương có thể bỏ qua cho y thậm chí nó còn ra lệnh phải tra tấn y mạnh hơn tới khi người nọ đã chảy cạn hết máu thì nó lại lấy thần thức của y ra hành hạ tiếp cho tới khi thần thức của y không chịu nổi nữa hoàn toàn hồn phi phách tán mới thôi có dũng khí đấy nhưng lại chẳng có chút nghị lực nào chưa gì đã chết rồi nhìn chàng thanh niên đã tắt thở nằm trên đất hắc thiểm vương thất vọng lắc đầu rồi phất tay lên tóm lấy một cô nương khác ném cho yêu thú đầu trâu sau đó nó nói với đám người đứng xung quanh quy tắc cũng giống như lần trước chỉ cần có người chấp nhận lấy mạng đổi mạng thì chẳng những nhà đầu này sẽ an toàn rời khỏi đây mà còn thoát khỏi cảnh bị hành hạ đau đớn. Nghe câu nói của nó, sắc mặt những người đứng đó đều thay đổi, bọn họ cúi đầu không nói gì, tránh cặp mắt đang lướt qua của Hắc Thiểm Vương, đúng là loài người yếu đuối. Hắc Thiểm Vương cười giễu cợt rồi nói với yêu thú đầu trâu, "Tiểu Ngưu, lần này ngươi cứ chơi cho thật thoải mái, nhớ, phải chơi cho tới chết, không cần nương tay." "Cảm ơn đại vương." Con yêu thú ấy đã sôi trào máu nóng đến nỗi không chịu đựng được nữa, nên lúc này nó đâu thể khoan dung độ lượng gì nó vội xé hết y phục của cô nương kia trước mặt mọi người đùa dẫn cô nương đó điên cuồng a à, cứu cứu ta a à, đau quá a à. vào lúc này cô nương đó đã đau tới tê tâm liệt phế từng tiếng hét thảm truyền ra có thể thấy nàng ta đang đau đớn tới mức nào nhưng không người nào để ý tới vì không quen biết thì ai sẽ chấp nhận đổi tính mạng mình cho nàng ta hơn nữa thi thể bị hành hạ thảm thiết của người thanh niên lúc nãy còn đang nằm đó đương nhiên bọn họ càng không dám đứng ra vì vậy sau khi bị làm nhục một cách tàn bạo cô nương kia cuối cùng cũng không chịu được đau đớn mà chết đi nhưng cách nàng ta chết còn tốt hơn nhiều so với người thanh niên lúc nãy ôi đúng là con người yếu đuổi chỉ mới một lúc mà đã không chịu được rồi tiểu mã người làm nội gián cũng có công ban cho ngươi một cô nương đấy cảm ơn đại vương hắc thiểm vương vừa nói xong thì một yêu thú khác liền đi ra từ bên kia đại điện tuy nó mang gương mặt của một con ngựa nhưng ai cũng nhìn ra được lúc này nó đang rất phấn khích thì ra hầu hết các yêu thú đều khát vọng có thể thưởng thức một cô nương loài người xinh đẹp ừ nhà đầu này cũng không tệ lắm vậy thưởng cho ngươi đi hắc thiểm vương ngó quanh một lúc rồi nhìn thẳng vào hạ nhạc nhi móng vuốt to lớn của nó vung lên hạ nhạc nhi lập tức bị nhấc lên lơ lửng trong không khí rồi rơi vào lòng yêu thú đầu ngựa a à, đừng đừng mà cứu ta cứu ta với hạ nhạc nhi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành vật hy sinh nhớ lại cô nương vừa rồi bị yêu thú đầu ngựa hành hạ tới chết đi sống lại nàng ta lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng nàng ta cầu cứu tới khản giọng cũng không có ai để ý tới thấy yêu thú đầu ngựa định cười bỏ quần áo của mình nàng ta vội cầu cứu liễu Chí tôn liễu sư huynh huynh mau cứu ta với nhưng liễu trí tôn là loại người gì chứ hắn ta đâu thể bỏ mạng chỉ vì một cô nương nên đương nhiên vẫn cúi đầu làm ngơ liễu trí tôn ngươi là tên vô liêm sỉ uổng cho ta còn giúp ngươi nhiều lần như vậy mà hôm nay ngươi lại thấy chết không cứu nếu ngươi không cứu ta ta sẽ nói mọi chuyện ngươi làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ cái loại mặt người dạ thú như ngươi hạ nhạc nhi hét lớn hạ nhạc nhi ngươi đừng có ăn nói lung tung liễu trí tôn ta đã làm chuyện gì thất đức mà phải sợ ngươi chứ sắc mặt liễu trí tôn hơi thay đổi giọng nói cũng lạnh lẽo hơn giỏi giỏi lắm giỏi cho một tên lựa trí tôn ngươi cho rằng ta không dám nói đúng không ngươi là một kẻ tiểu nhân lừa đảo ngươi lừa ta rằng trang chủ đã có ý định để ngươi trở thành trang chủ tương lai để ta dâng hiến cơ thể cho ngươi sau đó còn dụ dỗ đe dọa để ta giúp ngươi làm những chuyện thương thiên hại lý ngươi nói ta nói dối bịa đặt hủy hoại thanh danh của ngươi à chẳng nói đâu xa mà chỉ nhắc tới việc gần đây thôi ngươi bảo ta mở tiệc mời sở phong tới dùng cơm rồi hãm hại hắn muốn hắn cưỡng bức ta chuyện này không phải do một tay ngươi bày mưu tính kế sao đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì chẳng qua ngươi thấy sở phong và từ linh sư muội thân thiết nên ghen tị rồi nghĩ ra cách này hãm hại sở phong thôi uổng cho mắt ta bị mù vậy mà lại đi tin mấy lời hứa hẹn của ngươi giúp ngươi làm những chuyện còn không bằng xúc sinh này thấy liễu trí tôn không định ra tay cứu mình hạ nhạc nhi cũng không thèm nể mặt nữa vội kể hết tất cả những chuyện hắn ta đã làm cái gì chuyện này là thật sao liễu trí tôn lại đê tiện đến thế à nghe những gì hạ nhạc nhi nói mọi người đều giật mình kinh ngạc cả đám đồng loạt quay lại nhìn liễu trí tôn cảm thấy tất cả những chuyện này đều rất khó tin dù sao trên đường đi liễu trí tôn đã giả vờ rất khéo trong mắt mọi người hắn ta là một người vô cùng nghĩa khí hiền ngang lẫm liệt nhưng nếu những người hạ nhạc nhi nói là thật vậy nghĩa là liễu trí tôn thực chất là một kẻ tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ một tên ngụy quân tử sao ngay cả cặp mắt xinh đẹp của tử linh cũng chừng lớn người hơi run lên vô thức quay đầu nhìn sở phong thấy nàng quay đầu nhìn mình sở phong cười nói cô cũng thấy rồi đó ta đã nói ta bị vu oan mà tử linh bĩu môi trừng mắt nhìn sở phong rồi nói huynh cũng đầu tốt đẹp gì cho cam nói xong thì quay đầu không thèm để ý tới hắn nữa hạ nhạc nhi ngươi đúng là biết cách bịa chuyện nhưng ngươi tưởng mọi người sẽ thật sự tin tưởng lời nói dối vụng về này của ngươi à lúc này liễu trí tôn chỉ cười cười tất nhiên hắn ta sẽ không thừa nhận những chuyện mà hạ nhạc nhi nói những chuyện ta nói đều là thật mọi người sẽ phân biệt được thôi ta chỉ hy vọng các vị tỉ muội ở đây có thể nghe lời khuyên của ta đừng bao giờ tin vào tên liễu trí tôn này hắn ta chính là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim là đệ tử đứng đầu trí tôn sơn trang lại có thể khoanh tay đứng nhìn sư muội mình bị làm nhục chỉ với điều này hắn ta làm sao xứng với địa vị đệ tử đứng đầu trí tôn sơn trang hạ nhạc nhi điên cuồng la hét ai cũng thấy giờ nàng ta rất phẫn nộ trước khi chết nàng ta muốn hiểu trí tôn thần bại sang đẹp nhưng những điều này cũng không thay đổi được số phận của nàng ta nàng ta còn chưa nói hết những gì muốn nói thì con yêu thú đầu ngựa kia đã ra tay nàng ta trở thành cô nương thứ hai bị hành hạ tới thê thảm nhưng đối với cái chết của nàng ta sở phong hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc đối với kẻ thù hắn chỉ có hận bất kể là nam hay nữ đáng chết tử hiên viên vì gì còn không hiện thân chẳng lẽ hắn thật muốn vị trí tôn đệ tử của sơn trang sống chết không để ý mặc dù sở phong cũng không đồng tình hạ nhạc nhi chết đi nhưng hắn cũng không hy vọng quá nhiều người vô tội bị yêu thú giết hại tới chết dù sao chỉ cần tử hiên viên hiện thân liền hoàn toàn có thể ngăn cản đầy hết thảy căn bản không cần phải có người đi chết nhưng là tử hiên viên lại chậm chạp không hữu hiện thân sẽ để cho này sở phong không hiểu rồi hắn thật có chức đoán không ra từ hiên viên đến tột cùng là nghĩ như thế nào vì gì còn không hiện thân cứu người không không nên giết ta đừng có giết ta hắc thiểm vương xuất thủ lần nữa rồi nó lại đem một mỹ nữ từ trong đám người bắt đi ra người mỹ nữ này dọa sợ nước mắt giản rụa hoa không được cầu khẩn đừng sợ ta cũng không phải là muốn chọn ngươi ta mới vừa nghe được một cái tên giống như gọi là tử linh ngươi có thể nói cho ta cái đó tử linh là người nào sao hắc thiểm vương hỏi nguy rồi giờ khác này sở phong thần kinh không khỏi căng thẳng trong tâm thầm kêu không được ngay cả tử linh cũng là không khỏi mặt mũi biến đổi bên trong một đôi mắt đẹp lẽ ra bất an thật chỉ cần ta nói ra tử linh là ai ngươi hãy bỏ qua ta nghe nói thế cô gái kia thời là cặp mắt trợn tròn giống như gặp được hy vọng sinh tồn anh sẽ cho chú sống tiếp tuyệt đối không ai dám đụng ngươi hắc thiểm vương bảo đảm nói ở đó tử linh ở đó cái đó mặc màu tím váy đúng là tử linh nghe nói thế cô gái mừng rỡ không chút do dự liền đem ngón tay hướng trong đám người tử linh vì tự vệ nàng trực tiếp lựa chọn bán đứng tử linh ờ nguyên lai like đây chính là tử linh cô nương a à thật đúng là một cái khó được tiểu mỹ nhân a à. cư nhiên lẫn tránh như vậy bí ẩn khó trách ta không có phát hiện thấy trong đám người tử linh hát thiểm vương trước mặt đem cô gái ném vào trong đám người hơi chuyển động ý nghĩ một chút bàng bà hấp lực liền đem tử linh tự trong đám người hút lên rơi vào trước người của mình ha ha thật là đẹp ta cuộc đời này còn chưa từng thấy qua như vậy mỹ nhân khó trách sẽ có người vì ngươi tranh giành tình nhân lẫn nhau làm chuyện xấu tử linh cô nương ngươi mỹ nhân như vậy ta còn thật không nỡ giết ngươi không bằng ngươi làm áp trại phu nhân của ta như thế nào hắc thiểm vương sắc mị mị nhìn chằm chằm từ linh xem ra nó là thật động tâm không không nên đụng nàng thấy vậy liễu trí tôn thời là lớn tiếng la lên lên ư, ừ, không để cho ta đụng nàng có thể à cầm mệnh của ngươi đổi như thế nào đây hắc thiểm vương cười hỏi ta nghe nói thế sắc mặt của liễu trí tôn thời là nhất thời đại biến hắn đầu tiên là liếc nhìn từ linh sau đó trần chờ một chút cuối cùng vẫn yên lặng cúi đầu ôi chào nha nha từ linh cô nương ngươi trông xem chưa đám nhân loại kia dường nào vô dụng ngươi đi cùng với bọn họ đơn giản chính là lãng phí người sắc đẹp của mình. vẫn là cùng bổn vương sung sướng sung sướng đi. hắc thiểm vương cười ha ha. đang khi nói chuyện liền mở rộng vòng tay, muốn tử linh trong ngực ôm vào. mắt thấy đại thế không được, trong cơ thể tử linh khí tức bắt đầu cấp tốc biến hóa. một loại sức mạnh của đặc thù đang dũng động. cô ấy là như nước vậy trong suốt cặp mắt, cũng là bắt đầu biến chuyển, hoàn toàn hiện ra nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím, ẩn chứa trong đó kinh cùng ngoài ngày lực. ở đối mặt nguy hiểm tánh mạng sắp, tử linh đã là chuẩn bị đem hết toàn lực, vận dụng ông trời của nàng ban cho thân thể đợi nhất đẳng nhưng vào lúc này một đạo thanh âm vang dội lại đột nhiên sau lưng từ linh truyền tới biến cố như vậy khiến cho hắc Thiểm vương sững sờ từ linh thần sắc của cũng là động dung ngưng vận chuyển trời ban lực lượng của thân thể mà là quay đầu nhìn quanh giờ khác này cô ấy là mỹ mâu càng là không khỏi kịch liệt run lên bởi vì ở sau lưng nàng trong đám người đã là đứng lên một bóng người người này không phải ai khác chính là sở phong thời khắc này sở phong mặt mũi bình tĩnh khoái miệng tươi cười ung dung hướng về phía hắc thiềm vương nói trong lòng buông ta ra người có bản lãnh hướng ta nghe nói thế chớ nói tử linh ngay cả chú ý bác cùng từ trọng vũ mấy người cũng là kinh hãi vội vàng hướng sở phong nháy mắt nhất là từ trọng vũ càng là bí mật truyền âm khích lệ sở phong không muốn vờ ngớ ngẩn không thể bởi vì vì một nữ nhân mà đứt đưa xong tánh mạng của mình tống táng thật tốt của mình tiền trình bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nhưng là sở phong nhưng căn bản liều mạng mà là mặt mỉm cười bước chân ung dung tự trong đám người bước ra cuối cùng đi tới trước người của hắc thiểm vương nói thả nàng, muốn chém giết muốn dốc thịt, người hướng ta, sở phong ngươi. Giờ khác này, tử linh kia từ trước đến giờ gương mặt nhỏ nhắn của bình tĩnh trên, cũng là hiện đầy vẻ động dung, đôi mắt của Mỹ Lệ trong, dũng động bất khả tư nghị, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ở tánh mạng mình bị uy hiếp sắp, sẽ là sở phong đứng ra, ngăn cản trước người của tại chính mình, bảo vệ mình, tiểu tử, ngươi làm thật muốn dùng mạng của mình tới cứu nàng, ngươi nên biết, kia kết quả sẽ có nhiều thảm chứ. Hắc Thiểm Vương cố ý nhìn một cái, kia trước trước bị đâm vị yêu thú hành hạ chết nam tử hài cốt làm như đang nhắc nhở sở phong hắn đem đối mặt như thế nào khóc hình không cần nói nhảm trên mã thả nàng ngươi không phải là muốn chơi trò chơi sao nghĩ thế nào chơi tiểu ra cùng ngươi sở phong mặt mũi bình tĩnh bình tĩnh ung dung thậm chí khóe miệng còn trang bóc lao một cái không thèm mặc dù mặt ngoài nhìn bình tĩnh nhưng sở phong nội tâm cũng ở đây dãy giụa sở phong là ở đánh cuộc cầm tánh mạng của mình đánh cuộc hắn đánh cuộc định tử hiên viên không sẽ đối chính mình thấy chết mà không cứu nếu là đánh cuộc thắng bao nhiêu sẽ đoạt được tử linh một ít hào cảm nếu là thua cuộc vậy cũng nhận nếu là tử hiên viên thật sự là loại này thấy chết mà không cứu lòng dạ độc ác người lời của như vậy sở phong cảm thấy coi như lần này có thể ở trong tay yêu thú thoát khố en như vậy rời đi nơi này về sau cũng sẽ gặp phải tử hiên viên độc thủ dù sao trong cơ thể của sở phong nhưng là có hai chủng bí kỹ mà người khác muốn có được bí kỹ này phương pháp chỉ có một đó chính là giết sở phong ha ha tiểu tử, tử mày lì hôm nay ta liền thỏa mãn ngươi để cho ngươi thể nghiệm hạ xuống thủ đoạn của bồn vương trong lúc nói chuyện hắc thiểm vương lại trực tiếp xuất thủ cong ngón búng ra một cỗ khí lưu vô hình nổ bắn ra ra tự lồng ngực của sở phong xuyên thấu mà qua một đạo máu đỏ tươi cũng là cũng bắn ra chỉ bất quá cường đại như vậy thế công sở phong nhưng chỉ là về phía sau lùi lại một bước hơn nữa ngay cả cái hố đều không cái hố một tiếng ngược lại là ở tại khóe miệng nhếch lên lau một cái mỉm cười nói thua thiệt ngươi chính là yêu vương cũng chỉ có loại thủ đoạn này ta xem còn không bằng ngươi kia con nhím thủ hạ hảo tiểu tử muốn kích thích đúng không bổn vương sẽ thành toàn cho nành ngươi thấy vậy hát thiềm vương lạnh lùng cười một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút sở phong liền bị lực lượng vô hình kéo phù không lên sau đó lại kia sức mạnh của cổ vô hình hung hăng té xuống đất lực lượng cường đại khiến cho sau lưng của sở phong chỗ một hồi tích tích ba ba loạn hưởng sở phong đích lưng xương sống lưng lại bị té gầy nhiều chỗ đau sở phong cũng là nhe răng tuét miệng suýt nữa không có để cho đi ra sau đó chỉ thấy bàn tay hắc thiềm vương một phen một cái vật thể kỳ dị liền trong tay xuất hiện ở đang ngoại xem xét tỉ mỉ khi hẳn là một cái dài một thước kỳ dị trùng tử điều này trùng tử thân thể là màu trắng nhưng lại dài giống như rậm rạp chẳng chịt màu đen móng vuốt vô cùng chán ghét chủ yếu nhất là ở nơi này trên người trùng tử lại tàn ra một loại để cho sở phong cũng không rét mà run khí tức nó tên là phệ cốt trùng nếu để nó đi vào trong cơ thể thì nó sẽ dần dần ăn hết nội tạng máu thịt cuối cùng là xương cốt của người. mà trong lúc này người sẽ cảm nhận được quá trình nó dần dần gặm nhấm nội tạng của ngươi ta nghĩ người sẽ thích cái cảm giác này hắc thiểm vương vừa chơi đùa vệ cốt trùng trong tay vừa cười nói với sở phong mẹ kiếp hóa ra là vệ cốt trùng làm ta cứ tưởng là con gì kinh khủng nữa chứ sở phong bĩu môi khinh thường mà nói hả người biết vệ cốt trùng này sao thấy vậy hắc thiểm vương hơi sững sờ vệ cốt trùng này chính là vật nuôi của nó cực kỳ khó tìm người bình thường không thể nào gặp được hư đương nhiên là biết chẳng qua chỉ là một loại côn trùng có thể ăn nội tạng và xương cốt của con người thôi sao thứ này dùng để xử kẻ khác thì còn được thế nhưng đối với ta nó chỉ vô dụng thôi người vẫn nên đổi một loại trà tấn khác đi sở phong bĩu môi nói thật sao được thôi thế nhưng ngươi vẫn nên hưởng thụ phệ cốt trùng trước đã nếu ngươi vượt qua được thì ta đổi một loại khác cũng không muộn hắc thiểm vương nhếch miệng nở nụ cười giống như biết sở phong đang nói dối vậy nó vừa nói vừa đi tới cạnh sở phong này cái này thật sự không có một chút cảm giác nào cả ngươi đổi cái khác đi mẹ nó đừng đút thứ buồn nôn này vào mồm ta này à hắc thiểm vương không để ý tới sở phong mà dùng một tay cậy miệng của sở phong ra tay còn lại muốn đưa phệ cốt trùng đút vào miệng của sở phong ngươi thả hắn ta ra ta không cần hắn chết thay ta nhìn thấy vậy trên khuôn mặt xinh đẹp của tử linh hiện lên vẻ thương xót cả người nàng hơi run lên một luồng sức mạnh mênh mông từ trên người nàng phóng ra làm đứt toàn bộ những dây leo đang trói nàng nàng đưa tay ra muốn ngăn hắc thiểm vương lại cút nơi này là do ta quyết định hắc thiểm vương chỉ vung tay lên một luồng khí tức hùng hồn bao trùm lên người tử linh ngăn cản lực lượng của tử linh làm nàng ngã xuống một bên khó mà đứng dậy trong khi đó sở phong mặt tái mét nhìn con côn trùng ghê tởm kia đang sắp bị nhét vào trong miệng mình hắn không muốn bị một con côn trùng như vậy ăn sạch phụ vương cứu ta đúng lúc này từ lối vào truyền tới tiếng của một con cóc đang kêu cứu sở phong có thể thấy được trên khuôn mặt buồn nôn của hắc thiềm vương hiện lên vẻ kinh hoàng nó không tiếp tục nhét vệ cốt trùng vào miệng sở phong nữa mà quay đầu nhìn với lối vào quát lớn thả nó ra sở phong cũng nhìn tới lối vào có một ông lão đang đứng ở đó ông lão này chính là tử hiên viên trước mặt của tử hiên viên có một con yêu thú đang quỳ con yêu thú này rất giống với hắc thiềm vương là một con cóc màu đen kể cả mắt lẫn thân thể đều rất giống có tu vi huyền võ thất trọng thiên hóa ra hắc thiểm vương còn có một đứa con trai bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thảo nào tử hiên viên mãi vẫn chưa thấy xuất hiện hóa ra lão già này đi bắt con trai của hắc thiểm vương theo biểu hiện của hắc thiểm vương cho thấy gã rất quan tâm tới đứa con trai của mình có lẽ lần này tử hiên viên có thể uy hiếp được hắc thiểm vương trưởng lão hiên viên liệu trí tôn và người của sân trang trí tôn mừng như điên bởi vì bọn họ biết tử hiên viên mạnh như thế nào ít nhất cũng ngang bằng với hắc thiểm vương cho nên khi thấy tử hiên viên xuất hiện thì họ giống như là thấy được cứu tinh vậy chỉ là Tử Hiên Viên không quan tâm tới họ mà nói với Hắc Thiểm Vương, "Thả hai đứa nhỏ kia ra, nếu không ta sẽ giết con cóc nhỏ này ngươi dám sao? Nếu ngươi dám động tới con trai ta thì các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này." Hai mắt Hắc Thiểm Vương bắn ra ánh sáng lạnh, tức giận mà gầm thét, "Ta không dám sao? Ngươi muốn thử hay không?" Tử Hiên Viên mỉm cười, ánh mắt sắc bén, "Đừng, để ta thả." Thấy vậy Hắc Thiểm Vương vội vàng ngăn cản, sau đó kéo Sở Phong dậy và nói, "Vì công bằng, ngươi thả con trai ta và ta sẽ thả hắn, để cho cả hai tự mình đi về." hai người chúng ta phải đứng im không được nhúc nhích, được chứ? Được, theo ý ngươi, tốt nhất ngươi đừng có mà dở trò, nếu ngươi dám dở trò thì ngươi chắc chắn sẽ không vui đâu. Tử Hiên Viên cũng không do dự mà đồng ý một cách dứt khoát, ông vừa nói vừa đẩy con cóc đi ra, nhưng khí tức của ông vẫn luôn khóa chặt lấy con cóc này, nếu Hắc Thiểm Vương dám cử động thì ông sẽ giết chết con trai gã ngay lập tức. Cút đi, cùng lúc đó, Hắc Thiểm Vương cũng đẩy Sở Phong ra, đôi tử linh lại gần bên người, lúc này Sở Phong có thể cảm giác được phía sau có một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn một luồng khí tức kinh khủng cũng tập trung lên người hắn cho nên sở phong cũng không dám làm bừa cẩn thận mà đi tới cạnh tử hiên viên vừa đi hắn vừa điều chỉnh thần lôi trong cơ thể mình để đề phòng cạc cạc ta bắt được hắn rồi đúng như dự đoán ngay khi sở phong và con cóc kia tới gần nhau thì con cóc kia bùng nổ ra khi tức huyền võ thất trọng thiên nó duỗi bàn tay màu đen nhơ nhớp nhớ ra định tóm lấy sở phong trong khoảng cách này thì tử hiên viên muốn cứu cũng không được hư sở phong hử lạnh đôi mắt thay đổi khí tức cũng thay đổi từ huyền võ tam trọng thiên tăng lên tới huyền võ ngũ trọng thiên Hắn giũi đầy ra tóm lấy cánh tay của con cóc kia một cách rất dễ dàng, sau đó dùng sức vặn ngược tay nó lại. Sở Phong đã đè con cóc khổng lồ quỳ xuống trước mặt mình. Cái gì? Thấy vậy, Hắc Thiểm Vương và những yêu thú xung quanh đều giật mình. Bọn chúng không nghĩ tới khí tức của Sở Phong lại thay đổi nhanh chóng và thực lực cũng mạnh như thế, rất dễ dàng có thể áp chế lại con trai của Hắc Thiểm Vương. Trong lúc này thì những người tham gia lần rèn luyện bình tĩnh hơn đám yêu thú nhiều. Dù sao thì bọn họ đều biết Sở Phong rất mạnh, có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt. Mặc dù vậy nhưng khi chứng kiến Sở Phong có thể áp chế con cóc có tu vi huyền võ thất trọng thiên kia dễ dàng đến thế thì mọi người vẫn không khỏi rung động, suy cho cùng, con cóc này cũng không phải là yêu thú bình thường, nó chính là con trai của Hắc Thiểm Vương, có huyết mạch đặc biệt, có được sức mạnh đặc biệt, yêu thú mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn bị Sở Phong ép quỳ một cách dễ dàng thì có thể thấy Sở Phong mạnh như thế nào. "Thả Từ Linh ra, nếu không ta sẽ giết con trai người. Một tay Sở Phong tóm lấy bả vai của con cóc, một tay khác thì giơ lên tạo ra một chiếc dao gam màu vàng kim kề sát cổ của con cóc, loài người đáng chết lại dám dở trò, đã bảo là thằng người cùng một lúc mà, ý ngươi là sao đây, hắc thiểm vương tức giận gầm thét, điều kiện vừa rồi là ngươi và trưởng lão hiên viên nói mà ông ấy cũng đã thực hiện điều kiện rất tốt rồi, giờ là đến ngươi và ta nói điều kiện, đừng hỏi ta muốn gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, có thả hay không, ánh mắt của sở phong sắc bén như kiếm, giọng nói bá đạo làm cho rất nhiều mỹ nữ ở đây mê say, cũng chính bởi vì khí thế của sở phong không phải là người bình thường có thể có được mà chính là khí thế của vương giả, thằng nhãi, ngươi lại dám ăn nói với bản vương như thế sao, người có biết uy hiếp bản vương sẽ có hậu quả thế nào không hắc thiểm vương mắt long sòng sọc nói bị tên nhãi loài người sở phong uy hiếp như thế nó cảm thấy thật sự khó chịu tức đến nghiến răng nghiến lợi xoẹt vào đúng lúc này chỉ thấy trong tay sở phong sáng lóe lên tiếp theo đó là máu bắn tung tóe hắn cầm con dao lạnh lùng chém vào mặt cóc của đứa con trai hắc thiểm vương á à. mặt đau dữ dội khiến con trai hắc thiểm vương há to mồm gào khóc thảm thiết hiển nhiên vô cùng đau đớn ngươi nhìn thấy trên mặt con trai mình toàn là máu tươi hai con mắt của hắc thiểm vương như muốn rơi ra nó cũng bị dọa cho sợ chết khiếp nó hoàn toàn không thể ngờ được sở phong lại to gan đến thế độc ác đến thế dám ra tay trực tiếp với con của nó đến ngay cả tử hiên viên cũng không dám làm chuyện này nhưng điều mà hắn không ngờ đến vẫn còn ở phía sau trông thấy hắc thiểm vương không có phản ứng gì sở phong lại rút dao ra định đâm thêm lần nữa vào mắt của con trai hắc thiểm vương dừng tay ta sẽ thẳng người hắc thiểm vương thấy thế liền vội vàng la lên đây mới chính là điều khiến sở phong dừng tay lại có điều vẫn quy định cũ Chúng ta sẽ cùng thả người, ngươi thả con trai ta, ta thả con bé này cho ngươi." Hắc Thiểm Vương lấy tay túm lấy Tử Linh, "Đó là quy định giữa ngươi và Hiên Viên trưởng lão, chẳng có tác dụng với ta, ta muốn ngươi phải thả Tử Linh ngay lập tức, nếu không ta sẽ móc hai mắt của con ngươi ra." Sở Phong kiên quyết, ngữ khí lạnh lùng, "Thằng nhãi, ngươi đừng có lên mặt quá, nếu ngươi dám ra tay với con ta, có tin ta sẽ rạch luôn mặt con bé này không?" Hắc Thiểm Vương hung tợn nói, "Xoẹt!" Hắc Thiểm Vương còn chưa nói hết câu thì con dao trong tay Sở Phong đã hạ xuống lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng xì xì máu tươi lại lần nữa phun ra con dao trong tay sở phong đã cắm vào mắt của con hắc thiềm vương sau đó hắn khoét một đường khiến cho con người đầy máu đỏ bật ra duệt ngay sau lúc đó sở phong vẫn không có vẻ gì là muốn dừng tay lại hắn tiếp tục ra tay cũng chẳng thèm để ý đến sự uy hiếp của hắc thiềm vương mà tiếp tục lạnh lùng đâm vào mắt còn lại của con trai hắc thiềm vương hành động dứt khoát quyết đoán dừng tay ta thẳng người bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hắc thiểm vương cuống quá cũng không dám đặt điều kiện nó dùng bàn tay to tóm lấy tử linh quăng nàng về phía sở phong ngay lúc này tử hiên viên bay vút lên cao đỡ lấy tử linh và cười dây trói trên người nàng mau mau thả con ta ra hắc thiểm vương cuống quyết gào lên lúc này ngay cả người hắn cũng đang run lên bần bật không rõ là bị sở phong làm cho tức điên hay là bị sở phong dọa cho chết khiếp nữa tóm lại nó tức giận là chắc chắn nhưng đang cố nén lại ý muốn sát phạt trong đầu nói với thủ hạ của ngươi để chúng ta đi đã vậy mà sở phong vẫn chưa thả con trai của hắc Thiểm vương ra ngay mà ngược lại hướng con mắt về phía đám người từ trọng vũ đang bị yêu thú bao vây thằng nhãi ngươi có còn liêm sỉ không người muốn ta thả người ta đã thả rồi nay ngươi không những không thả con ta ra mà còn muốn ta thả tất cả người của các ngươi ngươi thật sự cũng dám mở miệng ra nói đấy trong giọng nói của hắc Thiểm vương chứa đựng sát khí trùng trùng nhưng sở phong lại chẳng sợ chút nào ngược lại còn ung dung tự tại nói ta nghĩ ngươi nhầm rồi ta chưa bao giờ nói ngươi thả tử linh thì ta sẽ thả con trai ngươi ta thả con của ngươi cũng chỉ là do ngươi tự nghĩ thế thôi mẹ nó ta chưa bao giờ gặp phải loại người vô sỉ như ngươi vậy xem ra hôm nay ngươi cũng coi như là được mở mang tầm mắt rồi nói một câu nhanh gọn thả hay không thả sở phong vừa nói tay lại lần nữa vung con dao trong lên thả ta thả ngươi đừng làm hại nó nữa có điều ngươi phải đồng ý với ta sau khi ta thả hết bọn chúng ngươi nhất định phải thả con trai ta ra hắc thiểm vương thật sự quá yêu thương đứa con này không muốn nó phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa được ta đồng ý với ngươi sở phong gật đầu sau đó theo chỉ thị của hắc thiểm vương bọn yêu thú đang bảo vây đám người từ trọng vũ liền nhanh chóng tháo dây trói đặc biệt trên người họ xuống cuối cùng đám người từ trọng vũ cũng đã đi đến được cửa đại điện nấp sau lưng tử hiên viên mau thả con ta ra mau thả con ta ra ngươi bảo ta làm gì ta đều làm rồi ngươi không thể nói lời không giữ lời trong lúc này hắc thiểm vương đã gần như phát điên gào lên từng tiếng chấn động đại điện giống như sắp sập đến nơi rồi sở phong hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu bây giờ bản thân hắn rơi vào tay hắc thiểm vương thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm nhưng sở phong cũng hiểu rất rõ rằng lúc này vẫn đang nằm trong hang ổ của yêu thú cho dù tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn nhưng không có nghĩa là đã thật sự an toàn vì thế sở phong đưa mắt nhìn Tử hiên viên hỏi hiên viên trưởng lão tiếp theo chúng ta nên làm gì thằng nhóc làm việc tốt lắm giúp lão phu ta đây giải quyết được không ít phiền toái tử hiên viên nhìn sở phong rồi khen ngợi sau đó quay sang nói với tử linh tử linh con dẫn bọn họ rời khỏi đây đi trực tiếp rời khỏi núi vạn yêu quay vị trí tôn sơn trang ngoài ra không cần nói trưởng lão trong sơn trang phái quân đến núi vạn yêu đâu cứ ở sơn trang đợi tin của chúng ta là được rồi ông nội người tử linh cảm thấy lo lắng cho ông nội của mình đi mau đi các ngươi ở trong này chỉ khiến ta phân tâm thôi tử hiên viên kiên quyết nói tử linh chúng ta đi thôi cuộc chiến của bọn họ chúng ta không phải muốn mà có thể tham gia được sở phong cũng tiến lên khuyên nhủ ông nội người nhất định phải cẩn thận đấy cuối cùng tử linh cũng gật gật đầu các vị đi theo ta ta sẽ dẫn mọi người rời khỏi đây thay thế sở phong liền túm lấy tử linh đi thẳng ra ngoài từ trọng vũ và những người trong công hội giới linh không chút do dự cũng vội vàng đi theo sau về phần những người khác lại hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo sở phong ra ngoài bởi vì trải qua sự việc sở phong dám áp chế hắc Thiểm vương ban nãy mọi người đều cảm thấy chàng trai này tuy ít tuổi hơn họ nhưng thực ra rất đáng tin cậy mà sở phong cũng không khiến mọi người phải thất vọng trong hang động gập ghềnh này một khúc đường cũng chưa từng đi qua mà lại có thể dẫn được hàng trăm người thoát khỏi hang ổ của hắc Thiểm vương tại sao đang từ một nghìn người lại chỉ còn có vài trăm người đương nhiên là bởi khi bị yêu thú vây bắt nhiều người đã bị giết huỳnh nhưng đám người sở phong vừa mới rời khỏi núi đá không lâu thì phía sau chuyển đến một âm thanh inh tai nhức óc mà đất phía dưới bị rung lắc dữ dội vô sốt vết nứt hiện ra từ từ mở rộng những thân cây to bắt đầu bị đổ xuống khói đặc cuồn cuồn từ dưới đất bốc lên đi mau phải mau rời khỏi nơi này trong tình huống này tất cả mọi người đều có thể đoán ra được chắc chắn tử hiên viên và hắc thiềm vương ra tay rồi hai người đó thực lực phải nói là rất mạnh chỉ sợ là mới đầu giao chiến thôi những người có mặt ở đó chắc chẳng mấy người có thể chịu được được vì thế trong tình huống này sở phong từ trung vũ giới thanh minh lưu trí tôn đều phát huy khả năng lãnh đạo của họ bắt đầu dẫn cả đám người nhanh chóng tháo chạy khỏi khu vực núi vạn yêu điều khiến giới thanh minh và liễu trí tôn không thể chịu được đó là bất giác người lãnh đạo mà mọi người tin tưởng nhất lại không phải là người xuất sắc nhất trong số bọn họ mà là sở phong chỉ có huyền võ tam chọn núi vạn yêu hôm nay đã hoàn toàn trở thành chiến trường của loài người với yêu thú phía xa xa không ngừng vang vọng tiếng yêu thú gầm gừ với những tiếng nổ chói tai từng mảng khói dài đập bay lên cao trong chu vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy được chỉ là cuộc chiến này, dường như trí tôn Sơn Trang đã bị bọn yêu thú gài bẫy cho nên tình hình chiến đấu bây giờ hoàn toàn không lạc quan. Nếu không tử hiên viên cũng sẽ không dặn tử linh đừng để viện binh của trí tôn Sơn Trang lại đến núi Vạn Yêu. Nhưng cũng may là đám người sở phong đi với nhau, cũng không gặp phải yêu thú gì quá mạnh mẽ, cuối cùng an toàn thoát ra khỏi núi Vạn Yêu, lại còn trở lại trong trí tôn Sơn Trang. Sau khi trở về trí tôn Sơn Trang, chuyện đội ngũ rèn luyện bị mai phục, chuyện gian tế của yêu thú ẩn núp trong trí tôn Sơn Trang đã bị truyền đi rất nhanh. Bên trong trí tôn Sơn Trang hỗn loạn vô cùng, lòng người bàng hoàng, cực kỳ bất an. Bạn đang xem Tu La Võ Thần được thuyết minh tại kênh YouTube Di các Phim. Tất cả mọi người đều đang lo lắng lần này Chí Tôn Sơn Trang làm chủ lực đi tấn công núi Vạn Yêu có phải đã gặp chuyện gì rồi không? Ngay cả đám người từ trọng Vũ Cả Cố Bác cũng rất lo lắng. Dù sao lần này đi đánh núi Vạn Yêu không chỉ có cao thủ Chí Tôn Sơn Trang, ngay cả công hội giới linh cũng phái ra một ít cường giả đi giúp đỡ. Nói chung hôm nay ở trong Chí Tôn Sơn Trang bị một bầu không khí ngột ngạt bao trùm, mọi người đều đang lo lắng cho cường giả nhà mình có gặp phải bất chắc gì hay không, bởi lẽ mỗi một cường giả như vậy chết đi, cũng sẽ liên quan đến việc phát triển thế lực bọn họ về sau này, ngay cả Tử Linh cũng đang lo lắng cho ông nội của nàng hôm nay có an toàn hay không, nhưng cũng không ai có cách nào khác ngoài chờ đợi, mà chuyện đáng để nhắc đến là sau khi về đến Chí Tôn Sơn Trang, Liệu Chí Tôn cũng không làm khó Sở Phong nữa, từ cái hôm về ấy đã liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người, về chuyện này mọi người đều cảm thấy là vì hắn trong lòng có quỷ, không có mặt mũi đi gặp người nên đã trốn rồi, không thể không nói rằng sau khi trải qua màn kịch này, cùng với chuyện yêu thú uy hiếp, mọi người chẳng những không còn ghét bỏ Sở Phong mà ngược lại còn có thêm hảo cảm với hắn cái loại hào cảm không giới hạn là nam hay là nữ người nói đó là khương vô thương lúc mới đi vào núi vạn yêu đã rời khỏi đội ngũ à lúc này sở phong đang nghỉ ngơi bên trong cung điện trong mắt sở phong đầy vẻ bất ngờ bởi vì hắn phát hiện không nhìn thấy bóng dáng khương vô thương đâu cho nên đã cố tình gọi cố bác đến chỗ hắn nghỉ ngơi hỏi thăm mà câu trả lời của cố bác lại khiến sở phong nảy sinh lòng nghi ngờ bởi vì khương vô thương đó sau khi tiến vào núi vạn yêu đã lập tức rời khỏi đội ngũ điều này chứng tỏ tên này đã sớm có ý định từ trước lại nghĩ đến các loại tình huống sở phong không thể không nghĩ rằng khương vô thương kia có thể đã nắm giữ tin tình báo đặc biệt chuyến đi này của hắn e là cũng chỉ vì bảo tàng núi vạn yêu dù sao hoàng triều khương thị của hắn cũng từng công chiếm núi vạn yêu tình huống núi vạn yêu thế nào chắc chắn hắn còn hiểu rõ hơn cả trí tôn sơn trang nhưng mà so với việc liệu khương vô thương có biết tung tích bảo tàng hay không thì sở phong để ý nhiều hơn đến tình hình chiến đấu của trí tôn sơn trang và vạn yêu sơn thật ra thì bất kể ai đúng ai sai sở phong vẫn hy vọng trí tôn sơn trang có thể chiếm ưu thế bởi vì chỉ có như vậy mới có thể triệt hạ được phòng ngự của núi vạn yêu chỉ khi phòng ngự của núi vạn yêu hạ thấp xuống thì sở phong hắn mới có thể trà trộn vào trong đó mới có được cơ hội tìm được thứ mà hắn muốn chờ đợi trong thấp thỏm như vậy khoảng chừng ba ngày cuối cùng ở phía núi vạn yêu cũng xuất hiện một nhóm lớn chim bạc đầu trở lại rồi trang chủ đại nhân trở lại rồi giờ phút này bên trong trí tôn sơn trang một vui mừng khôn xiết bởi vì đội ngũ xuất hành lần này của trí tôn sơn trang chiến thắng trở về dù trải qua trận đại chiến đó khiến trí tôn sơn trang cùng với các thế lực khác đã tổn thất một ít cường giả nhưng lại không bị yêu thú áp chế ngược lại thì lần này bọn họ có thể nói là đại thắng mặc về còn về phần tại sao lại nói vậy thì là vì bọn họ đã bắt được một tên tù binh tên tù binh này cũng không phải là bình thường mà là một trong năm đại yêu vương hắc thiểm vương mà cung thần bắt được hắc thiểm vương chính là ông nội của tử linh tử hiên viên tử hiên viên đó đúng là lợi hại ta nghe trưởng lão công hội nói là hắc thiểm vương kia có tu vi thiên vũ ngũ trọng thiên nhưng mà tử hiên viên kia lại bắt sống được nó điều này cũng chứng minh là tử hiên viên ít nhất đã đạt đến tu vi thiên vũ ngũ trọng thiên lại có thêm cả thủ đoạn đặc biệt nếu không thì không thể bắt sống được Hắc Thiểm Vương có huyết mạch đặc biệt, giây phút này, Cố Bác lại đến bên trong cung điện mà Sở Phong đang nghỉ ngơi. Những ngày vừa rồi Sở Phong tuy không bước chân ra khỏi nhà nhưng lại hiểu rõ chuyện bên ngoài như trong lòng bàn tay, sở dĩ là vì có Cố Bác mọi việc đều nắm rõ, luôn luôn thông báo tin tức cho hắn. Thiên Vũ Ngũ Trọng, hóa ra Hắc Thiểm Vương kia với trưởng lão hiên viên mạnh mẽ như vậy, Cố Bác tu vi Thiên Vũ Ngũ Trọng thiên ở Đại Lục Cửu Châu cũng xem như là cường giả đứng đầu à? Sở Phong dò hỏi, bởi vì một ít kiến thức khác Cố Bác đúng là hiểu rõ hơn Sở Phong cái này là tất nhiên rồi sở phong nghe hẳn là biết công hội giới linh cùng với tộc người giới thị trăm năm trước từng xuất hiện một vị tuyệt tình thiên tài chứ cố bác hỏi ngược lại ừ nhớ mà lúc trước sở phong tiến vào tu la quỷ tháp đúng là có nghe nói qua câu chuyện về hai vị thiên tài này nghe nói hai người ấy chính là thiên tài ngàn năm hiếm có khó tìm cũng chính vì có bọn họ mới khiến cho giới châu trở thành một châu mạnh nhất trong cửu châu tất nhiên cái gọi là mạnh nhất này không tính hoàng triều khương thị chiếm cứ hán châu bởi vì từ lúc hoàng triều khương thị tiến vào đại lục cửu châu đến giờ thế lực mạnh nhất đại lục cửu châu vẫn luôn là hoàng triều khương thị ngôi vị bá chủ này vẫn không hề lai truyền dù cho năm đó thanh long đạo nhân nghịch thiên như vậy nhưng cũng chỉ có thể khiếu cho hoàng triều khương thị nhức đầu mà thôi cũng không thể lai truyền ngôi vị bá chủ của hoàng triều khương thị nhưng mà như đã nói trước hai vị thiên tài ấy lúc đó tuổi tác còn nhỏ có thể khiến cho giới châu trở nên mạnh nhất cửu châu đã là điều không tưởng nhưng mà sở phong cũng nghe nói là thiên phú tu vũ cực mạnh thành tự giới linh cực cao là tuy tình thiên tài nhưng đều bị một vị cường giả thần bí đánh bại mà cường giả thần bí đó sở phong cũng biết là ai nó chính là con yêu thí bị kẹt trong tu la quỷ tháp lúc đầu hai vị tuyệt tình thiên tài đó cũng chỉ là tu vi thiên vũ lục trọng tuy nói đại lục cửu châu hôm nay so với trăm năm trước không giống nhau thế lực khắp nơi phất lên rất nhanh cường giả cũng rất nhiều nhưng thiên vũ ngũ trọng cũng có thể xem như là nhân vật ở những tầng trên của kim tự tháp đại lục cửu châu cố bác giải thích bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nói như vậy thì tử hiên viên đúng thật là lợi hại sở phong cũng gật đầu một cái đến bây giờ nghĩ lại hắn cũng cảm thấy tử hiên viên kia sâu không lường được thậm chí còn có chút thần bí. Đúng vậy, trang chủ trí Tôn Sơn Trang đã rất mạnh rồi, hôm nay lại thêm một từ hiên viên. Xem ra đại lục cửu châu cũng chỉ có công hội giới linh chúng ta cùng với tộc người giới thị mới có thể chống lại trí Tôn Sơn Trang. Nói đến điểm này, trên mặt cố bác có vẻ đắc ý, bởi vì công hội giới linh không chỉ có cao thủ nhiều như mây, thực lực không kém trí Tôn Sơn Trang, hơn nữa còn có quan hệ cực tốt với Hoàng Triều Khương Thị. Điều này cũng có nghĩa là sau lưng công hội giới linh có chỗ dựa mạnh mẽ là Hoàng Triều Khương Thị, cho nên, trong mắt cố bác, cho dù trí tôn Sơn Trang có mạnh hơn nữa nhưng nói cho cùng cũng không thể nào so được với công hội giới linh. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Triều Khương Thị cần đám cường giả đại giới linh sư của công hội giới linh. À đúng rồi, sở phong, thật ra hôm nay ta tới đây có một chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Bỗng trượt khuôn mặt cố bác trở nên trầm trọng hơn nhiều. Chuyện gì? Sở phong tò mò hỏi, ta nghe trưởng lão công hội nói, mấy ngày gần đây trí tôn Sơn Trang dùng cực hình ép cùng hắc thiểm vương muốn ép hỏi tung tích bảo tăng núi vạn yêu cuối cùng bọn họ bắt con trai hắc thiềm vương làm điểm yếu để uy hiếp nó rốt cuộc cũng ép hắc thiềm vương mở miệng thành công nói ra nơi cất giữ bảo tàng lời này là thật nghe thấy lời này mặt mũi sở phong không khỏi biến đổi kích động quệt một cái đứng dây chắc chắn trăm phần trăm trước mắt sân trang trí tôn cùng công hội giới linh ta còn có thế lực của người giới thị tộc nguyên cương tông hỏa thần môn tiêu giao cốc kiếm thần cốc đạt thành hiệp nghị tạo thành liên minh tám phương cố bác nói liên minh tám phương sở phong hơi kinh ngạc ừ chỉ có tám thế lực này về phần các thế lực nhỏ khác đã bị tiêu diệt lần tiến đánh núi vạn yêu này bởi vì các thế lực nhỏ nên không có tư cách để phân chia kho báu của núi vạn yêu cố bác nói rốt cục là kho báu như thế nào lại có thể khiến cho tám thế lực lớn hợp thành liên minh thống nhất hành động sở phong hỏi theo hắc Thiểm vương nói bên trong núi vạn yêu thật sự có một tòa di tích thần bí do cao nhân lưu lại có rất nhiều bảo vật thần kỳ thậm chí còn có cả quân đội năm đó hoàng triều khương thị đánh nhau với yêu vương chính là trong tòa di tích này mà đạt được cơ duyên nên mới có thực lực mạnh mẽ như vậy mà bây giờ đám yêu thú trong núi vạn yêu tôn những bảo vật này thành thần vật cung phụng trong một tòa cung điện dưới lòng đất cố bác giải thích mà nghe được lời này suy nghĩ của sở phong nhanh chóng thay đổi bởi vì hắn biết vật hắn muốn đã bị tám thế lực lớn phát hiện chuyện hôm nay ta nói cho ngươi đều là cơ mật chỉ có những người lãnh đạo mới biết ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác biết cố bác trầm trọng nhắc nhở ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ giữ bí mật đúng rồi vậy thì lúc nào bọn họ bắt đầu hành động sở phong hỏi phải chờ bên trên một thời gian nữa dù sao bây giờ vẫn còn tứ đại yêu vương nữa tất cả đều không phải loại dễ đối phó nghe nói lần đầu tiên tiến đánh vạn yêu sơn nếu không nhờ từ hiên viên tới kịp thời thì đám người tần lôi rất có thể đã gặp bất chắc cho nên lần này bọn họ phải chuẩn bị cẩn thận cố bác nói bọn họ chuẩn bị làm thế nào sở phong hỏi tám thế lực mỗi thế lực đều phải phái ra một cường giả thiên vũ ngũ trọng cùng mười cường giả thiên vũ cảnh tạo thành một đội ngũ thiên vũ cảnh vô cùng mạnh mẽ cùng nhau tiến chiếm núi vạn yêu cố bác nói nói như vậy bọn họ vô cùng nghiêm túc sở phong nhíu mày hơn 80 cường giả thiên vũ cảnh trong đó có 8 người có tu vi là thiên vũ tầng năm trong đại lục cửu châu ngoại trừ hoàng triều khương thị gia còn có thế lực nào có thể chống lại đây chính là tương đương với việc tập hợp lại lực lượng chiến đấu mạnh nhất của tám thế lực lớn cứ coi như núi vạn yêu có mạnh đi nữa giờ còn có tứ đại yêu vương chấn giữ nhưng hiển nhiên chẳng thể ngăn cản được mặc dù sở phong hy vọng sơn trang trí tôn có thể áp chế núi vạn yêu nhưng cũng không hy vọng loài người quét sạch yêu thú nếu yêu thú bị quét sạch như vậy khó báu sẽ rơi vào tay người khác sở phong chắc chắn không chiếm được cái gì đừng nói đến là thứ hắn cần đúng vậy lần này là làm nghiêm túc dù sao đây cũng là kho báu cực kỳ mê người quân đội đây chính là thứ khiến cho người khác thèm muốn điên cuồng, tuy nhiên thực lực của tứ đại yêu vương cũng không thể khinh thường, dù sao thể chất của yêu thú vốn đã mạnh mẽ, nhất là tứ đại yêu vương, đều là yêu thú có huyết mạch đặc biệt, nếu bọn chúng liều mạng, chỉ sợ cho dù bát đại thế lực liên minh cũng vẫn gặp phiền phức, vì thế lần này, những người được phái ra đều là thế hệ cường giả trước, đại ca ta Thiên Vũ tầng 4, cực lực xin tham chiến đều bị các trưởng lão từ chối, Cố bác giải thích kỹ càng với Sở Phong những bí mật không thể tiết lộ này bởi hắn không coi Sở Phong là người ngoài, sau đó, qua mấy ngày cô bác lại tới nói cho sở phong nói với hắn phó hội trưởng công hội giới linh cũng một số trưởng lão đã bí mật tới sân trang trí tôn phó tộc trưởng giới thị tộc cùng một số trưởng lão cũng cùng tới đó lại hai ngày trôi qua cô bác lại nói cho sở phong biết tông chủ nguyên cương tông môn chủ hòa thần môn giáo chủ bạch tàng giáo cốc chủ tiêu giao cốc tự mình dẫn đầu các trưởng lão đến sân trang trí tôn mà đêm cùng ngày đó cốc chủ kiếm thần cốc cùng một nhóm cường gia đình cao của kiếm thần cốc cũng bí mật đến sân trang trí tôn liên minh tám phương đã hội tụ đầy đủ đại chiến vô cùng căng thẳng sáng sớm ngày thứ hai trang chủ sơn trang trí tôn dẫn tất cả những người tham gia đại hội thông gia đến đỉnh núi đó đầu tiên là tiến hành tưởng nhớ tất cả những người ngày đó bất hạnh gặp nạn trong núi vạn yêu sau đó lại chủ động nhận trách nhiệm lần này về mình đồng ý đền bù thỏa đáng với thế lực của những người bất hạnh kia mà cuối cùng hắn tuyên bố một việc đó chính là đại hội thông gia vẫn tiếp tục tuy nhiên lần này không phải tiến vào núi vạn yêu để rèn luyện mà là để mọi người tham gia đại hội thông gia tự do sống chung trong sơn trang trí tôn lần này kỳ hạn vẫn là 12 ngày như cũ sau 12 ngày các cô nương ở sân trang trí tôn sẽ nói ra lang quân mình với ý trên ngọn núi này, mà khi đó cũng chính là thời điểm mà đại hội thông gia kết thúc tốt đẹp. Bạn đang xem Tu La Võ Thần được thuyết minh tại kênh youtube Di Cáp Phim. Sau 12 ngày, đại hội thông gia kết thúc tốt đẹp, quả thật là kết thúc tốt đẹp. Đoán chừng lúc đó cũng chính là lúc tám phương bọn họ liên minh chiến thắng trở về chia đều kho báu bên trong núi vạn yêu nhỉ. Giờ phút này, Sở Phong đang tự lầm bầm bên trong cung điện của mình, bởi vì sáng sớm hôm nay, sau chuyện tuyên bố đại hội thông gia xong, trang chủ sơn trang trí tôn tần lôi liền rời khỏi sơn trang trí tôn đi cùng hắn còn có các đại nhân vật của bảy thế lực khác nơi mà bọn họ đến tất nhiên là núi vạn yêu mà sở phong cũng đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng những ngày này hắn không bước chân ra khỏi nhà cũng không phải là hắn bế quan nghỉ ngơi mà là hắn ngày đêm không ngừng hồi tưởng nghiên cứu bản đồ địa hình núi vạn yêu mà ngày đó yêu thú thần bí kia cho hắn xem sở phong nhất định phải đến núi vạn yêu lần nữa bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của hắn hắn không thể để cho bảo bối có thể giúp lực lượng tinh thần lực tăng lên rơi vào tay người khác nhưng mà Cao thủ tiến vào núi Vạn yêu lần này rất nhiều, quan trọng nhất là lúc đứng trước kho báu chân quý thì Sở Phong không có đồng minh. Cho dù là người hay là yêu thú thì đều là kẻ địch của hắn. Vì thế Sở Phong nhất định càng phải hiểu rõ kết cấu của núi Vạn yêu, hiểu rõ nơi giấu kín kho báu. Tuy nhiên thật đáng tiếc, trí nhớ của Sở Phong có hạn, tấm bản đồ kia cũng có hạn. Sở Phong chỉ biết được tuyến đường tiến vào cung điện dưới đất kia, nhưng lại không thể biết được trong đó chất chứa những nguy hiểm gì. Vô! Đột nhiên, một luồng ánh sáng tím lóe lên trước mắt Sở Phong, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Sở Phong sắc váy màu tím với khuôn mặt ngọt ngào kia cùng với tốc độ đến sở phong cũng không thể thấy rõ kia chính là tử linh ta nói nha đầu nhà cô có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy được hay không dọa chết ta rồi cô chịu trách nhiệm nhé lúc sở phong đang suy nghĩ về chuyện núi vạn yêu thì tử linh đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn giật này mình hứ không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa lúc nãy huynh đang suy nghĩ cái gì mà lén lén lút lút như thế đôi mắt to xinh đẹp của tử linh đào quanh tựa như muốn nhìn thấu tâm sự của sở phong phi 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 cô mới lén lén lút lút thành thật nói cho ta biết giữa ban ngày ban mặt cô nhảy từ cửa sổ nhà ta và có phải muốn làm chuyện xấu với ta hay không sở phong cười hì hì sau đó liền đưa ánh mắt tà ác nhìn về phía thân thể lung linh mềm mại của tử linh nhất là phần trước ngực kia đường cong nhô lên đầy đạn càng khiến cho sở phong nhìn đến nỗi dục hỏa mãnh liệt bụng dưới không kìm được mà tự nổi lên phản ứng huynh huynh còn nhìn lung tung ta sẽ móc mắt huynh ra đấy thấy thế khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tử linh lập tức đỏ lên như trái táo giơ tay đánh sở phong hư được 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 không nhìn thì không nhìn nói thật đi cô tìm đến ta là có chuyện gì đúng không ta không nói với người khác chuyện cô là thần thể bẩm sinh đâu sở phong cười nói huynh nghe đến bốn chữ thần thể bẩm sinh tử linh lập tức lộ vẻ lo lắng nhoáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt sở phong dùng tay bịt chặt miệng sở phong lại cùng lúc đó tử linh phát ra tinh thần lực thăm dò chung quanh may là không có người nào khác lúc này nàng mới thở phào một cái hơi oán giận nhìn sở phong nói ta tới tìm huynh là có việc muốn nhờ huynh giúp chuyện gì sở phong né khỏi tay tử linh tò mò hỏi chắc hẳn huynh cũng nghe rồi chuyện trí tôn sơn trang của ta sẽ hợp lực với công hội giới linh để tạo dựng một liên minh ấy trong núi vạn yêu quả thực có kho báu ta chẳng ham muốn gì đống bảo vật ấy nhưng đối với võ kỹ hùng mạnh thì lại rất có hứng thú cho nên muốn đi xem thử Từ linh nói cô muốn đến núi vạn yêu thì cứ đi với mấy người tần lôi là được rồi chẳng lẽ với thân phận của cô muốn đi cùng bọn họ mà họ lại không chịu à sở phong hỏi đương nhiên không thể rồi lần này toàn là cường giả của thế hệ trước đi thôi nếu như ta cũng tham gia thì thật không có phép tác huống chi cho dù bọn họ có đồng ý thì ta cũng không đi phải đi cùng với mấy người già ấy bó tay bó chân lắm, không còn thú vị nữa. Ta muốn tự đi, tử linh nhếch cái miệng nhỏ, bộ dáng đáng yêu ham chơi lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Vậy vì sao lại tìm ta, ta có thể giúp được gì cho cô? Sở phong ra vẻ khó hiểu, hắn vẫn luôn đề phòng tử linh. Đừng giả bộ nữa, đừng tưởng ta không biết mục đích mà huynh tới đây, chẳng phải là vì kho báo trong núi vạn yêu sao. Ông nội của ta đã nói cho ta nghe rồi, tử linh hung hăng lướt sở phong một cái. Ông ấy nói gì với cô? Sở phong nhíu mày hắn không sợ tử hiên viên nói gì với tử linh mà hắn sợ tử linh nói gì với tử hiên viên cơ dù sao hắn cũng từng bắt nạt người của nàng ông ấy nói huynh có được một tấm bản đồ rất đặc biệt ông ấy còn nói bản đồ trong tay huynh rất giống tấm bản đồ mà hắc thiểm vương từng nhắc đến nên nếu ta muốn đến núi vạn yêu thám hiểm thì nên đi cùng huynh tử linh bĩu môi nói bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nghe được những lời này sở phong im lặng suy ngẫm hắn đang tự hỏi rốt cuộc tử hiên viên này là địch hay là bạn và ông lão thần bí này rốt cuộc là muốn gì đây cuối cùng sở phong cũng không thể nghĩ ra được một đáp án chính xác nhưng hắn biết tạm thời tử hiên viên chắc chắn sẽ không hại hắn và tử linh cũng vậy hơn nữa hắn cũng muốn đi đến núi vạn yêu nếu có tử linh hỗ trợ thì sẽ tốt hơn rất nhiều dù sao cô nương này cũng có thần thể bẩm sinh cực mạnh sức chiến đấu không thua gì thiên vũ cảnh quan trọng nhất là nàng ta còn là một giới linh sư áo lam năng lực đặc biệt của giới linh sư áo lam thật sự rất có ích trong việc tìm kiếm kho báu vì thế sở phong gật đầu nói chuyện này không nên chậm trễ bây giờ chúng ta lên đường ngay luôn đi nhất định phải bắt kịp bọn họ mới được chờ chút đã ngay lúc đó tử linh lại ngăn sở phong nói ta nói trước nhé lần này chúng ta bí mật hành động nên tốt nhất là tránh tiếp xúc với mọi thế lực khác nếu thu hoạch được gì thì cũng chỉ thuộc về hai ta thôi đồng ý sở phong cười gật đầu hắn cũng muốn nói điều này còn nữa nếu như phát hiện ra võ kỹ thì ta sẽ lấy đấy còn huynh có thể lấy huyền dược thiên dược tử linh bổ sung thêm nếu là kỳ binh thì sao sở phong hỏi huynh thật sự tin rằng trong núi vạn yêu có kỳ binh ư ta không dám chắc là có nhưng cũng không thể khẳng định là không có ngộ nhỡ có thật thì sao vậy đến lúc đó rồi tính từ linh nói xong liền túm lấy sở phong rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài hiện giờ trí tôn sơn trang được canh giữ rất nghiêm ngặt không chỉ ở bên ngoài mà cả ở bên trong cũng vậy lúc này bất cứ ai cũng không được rời khỏi sơn trang nhưng với thân phận hiện giờ của tử linh ông nội của nàng là tử hiên viên hiện đang chấn giữ trí tôn sơn trang cho nên nàng được phép thoải mái ra ngoài hừ nghe đầu này cô đi ra ngoài mà sao không mang theo một con thải hạc chẳng lẽ cô muốn đi bộ đến núi vạn yêu hả sau khi rời khỏi sơn trang trí tôn sở phong mới phát hiện ra tử linh không hề gọi bạch đầu điêu hay là thải hạc ra dường như nha đầu này định đi bộ tới đó xưa nay mỗi lần bồn cô nương ra ngoài chỉ thích tự dựa vào chính mình tử linh liếc mắt nhìn sở phong đầy khinh thường sau đó chân nàng hơi di chuyển một cái một đường sáng tuyệt đẹp lập tức hiện ra dưới chân đưa nàng bay thẳng lên trời nha đầu này lại dùng được thân pháp võ kỹ ngự không cơ à mà nhìn dáng vẻ kia thì xem ra thuật ngự không của nàng còn cao hơn sở phong rất nhiều ấy chứ bởi vì tốc độ lướt gió của tử linh cực nhanh sở phong phải thi triển thuật ngự không ở mức mạnh nhất mới có thể đuổi kịp nàng mà quan trọng là trong khi Sở Phong phải tung ra toàn bộ lực lượng của thuật ngữ không thì Tử Linh lại tỏ ra rất thản nhiên như chưa triển khai hết toàn lực vậy. Thấy vậy, Sở Phong bèn nhanh trí đổi bước chân của mình, thi triển võ kỹ Long Du Cửu Thiên, một con rồng nhỏ màu xanh lập tức xuất hiện dưới chân hắn, ngay sau đó đã bay vượt qua Tử Linh, nhanh đến nội biến mất luôn ở phía chân trời. Tên nhóc này, nhìn thấy Sở Phong bay với tốc độ nhanh như vậy, hai mắt của Tử Linh trợn tròn, trong mắt lộ rõ sự kinh hãi, nàng thật sự kinh ngạc trước tốc độ của Sở Phong. Véo, Đương nhiên Sở Phong cũng không bỏ rơi Tử Linh mà chỉ cưỡi rồng xanh dạo quanh một vòng trên trời, sau đó quay trở lại bên cạnh nàng, cười hi hi nói, "Nha đầu, thế nào, vật này của ta không tồi đấy chứ? Huynh dùng thứ này để cắt đuôi Tống Thanh Phong đấy hả?" Tử Linh cẩn thận đánh giá con rồng xanh của Sở Phong, làm như muốn nhìn xuyên qua nó luôn, nàng tự hỏi không biết võ kỹ này của Sở Phong tạo ra bằng cách nào. Sở Phong không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ nói, "Nào, leo lên đây ngồi sau lưng ca ca đi, ca ca sẽ đưa muội đi một đoạn." "Hừ, lại muốn lợi dụng ta hả? Đừng có mơ." Tử Linh bĩu môi nhìn hắn, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, bây giờ ta đâu có tâm trạng đó, mấy thế lực khác đã đi trước được nửa ngày rồi, với tốc độ này của cô thì chẳng đổi kịp họ đâu, nếu như bọn họ thật sự mạnh như Vũ Bão, có thể đánh phá được vòng phòng ngự của yêu thú, lấy được tất cả kho báu, vậy không phải ta và cô đã tốn công rồi sao? Sở Phong giải thích nói, nghe những lời này, Tử Linh cũng cảm thấy có lý, vì thế nàng chuyển người, vòng ra đằng sau Sở Phong rồi ngồi trên rồng xanh, ha ha, đúng rồi đó, ôm chặt ca ca đi, đừng hòng, vậy cô ngồi cho vững nhé sở phong cười sau đó đột nhiên tăng tốc a à, bị bất ngờ từ linh hét lên một tiếng cả người đột nhiên bị ngả về phía sau suýt thì rơi khỏi người thanh long cuối cùng nàng chẳng còn cách nào đành phải đưa tay ra bám lấy y phục của sở phong để giữ cân bằng không thể không nói tốc độ của long du cửu thiên này đúng là rất nhanh chỉ trong hai ngày mà sở phong đã đuổi kịp đám người kia nhưng hắn không tới gần mà chỉ tí mật đi theo họ thế lực khắp nơi đều đã biết chỗ chính xác của kho báu nên lúc đi đến khu trung tâm của núi vạn yêu bọn họ lập tức tập trung tấn công hòng mở ra cánh cổng dẫn đến đấy 80 cường giả đã đạt tới cảnh giới thiên võ tập hợp lại thành đoàn quân hùng mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản được, chẳng một yêu thú nào có thể ngăn được những người này, bọn họ dễ dàng mở được cổng vào địa đạo. Sở Phong và Tử Linh thấy thế cũng định đi vào theo, nhưng đột nhiên vẻ mặt Tử Linh thay đổi, vội kéo Sở Phong lại. Ban đầu Sở Phong còn cảm thấy khó hiểu nhưng hắn nhanh chóng nhận ra ở một khu rừng cách đó không xa có một người, tốc độ của người kia rất nhanh, chỉ một lúc đã vào cửa địa cung. Dù vậy, Sở Phong và Tử Linh vẫn nhận ra đó là ai, đó là tiểu thiên tài của Hoàng Triều Khương Thị, Khương Vô Thương. Quả nhiên hắn ta cũng tới vì di tích, thật ra Tử Linh cũng đã đoán ra mục đích và lý do mà Khương Vô Thương biến mất, nàng nói với Sở Phong, huynh chắc chắn đây là một kho báu mà không phải là bẫy của yêu thú đấy chứ, chắc chắn trong này có kho báu, nhưng có bẫy dập của yêu thú không thì không biết được. Sở Phong nói, đi theo muội, nhớ kỹ, huynh tuyệt đối không được dùng tinh thần lực, trong số những người tụ tập tại đây cũng phải có ít nhất 10 người đạt tới giới linh sư áo lam, với thực lực của huynh lúc này, chỉ cần huynh dùng tinh thần lực chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện, Tử Linh nghiêm túc nhắc nhở, được sở phong cũng nghiêm túc gật đầu tất nhiên hắn biết chuyện này nên lúc nãy khi đuổi theo bọn họ hắn cũng không dùng tinh thần lực mà luôn nhờ tử linh theo dõi bọn họ đây cũng là lý do vừa rồi lúc khương vô thương xuất hiện chỉ có tử linh biết mà sở phong lại không nhận ra bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sau đó tử linh và sở phong lập tức đuổi theo khương vô thương đi về phía cửa địa cung đã được mấy người kia mở ra người của những thế lực ấy vô cùng mạnh mẽ trên đường đi hoàn toàn không gặp chuyện gì khó khăn từ yêu thú cho đến cơ quan đều xử lý hết sạch dù có là kết giới cũng không cản được bọn họ nhưng càng đi sở phong càng cảm thấy không đúng nhưng không đúng chỗ nào thì hắn cũng không giải thích được cho đến khi khương vô thương đột nhiên dừng lại không đuổi theo mấy người kia nữa hắn và tứ linh mới phát hiện không đúng ở đâu địa cung này rất rộng lớn thật ra nói là địa cung nhưng nơi này giống một hang động dưới đất hơn vì ngoài nguồn ánh sáng từ những viên ngọc xung quanh hoặc từ những ngọn lửa bất diệt thì chẳng còn món trang trí gì khác vô cùng giản dị lúc thế lực tám vương vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong thì khương vô thương đột nhiên dừng lại nhìn về phía vách tường bên cạnh hắn ta lấy ra một thứ gì đó, dường như là chiếc chìa khóa, nhưng đây không phải điều quan trọng, chuyện quan trọng là chiếc chìa khóa này lại mở được một cánh cửa khác ngay trên tường, hơn nữa, từ trong cánh cửa ấy còn tỏa ra một khí tức rất đặc biệt, cảm nhận khí tức này, sắc mặt Sở Phong hơi thay đổi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra khí tức này rất quen, lúc ở trong tháp quỷ Tu La hay thậm chí là trên người đàn đàn đều có khí tức Tu La này, có điều ban đầu cánh cửa ấy còn tỏa ra khí tức Tu La nhưng sau khi Khương Vô Thương đi vào lại biến mất không thấy nữa, bức tường đá cũng trở về dáng vẻ ban đầu, quả nhiên người này biết chuyện gì đó chúng ta đi theo hắn là đúng sở phong đến gần đánh giá bức tường đá này cẩn thận với cách giới lực của hắn thì có thể cảm giác được bức tường đá này rất đặc biệt nhưng lại không có cách mở ra vì vậy hắn nhìn sang tử linh cô mở được nó không rất khó nói bức tường đá này rất kỳ lạ nhưng ta có thể thử xem sao tử linh cũng không tự tin rằng mình sẽ mở được nó ra nhưng trong tình hình này cũng không thể làm gì khác ngoài cố gắng hết sức vì an toàn trước khi tử linh đi vào đã đặt một kết giới để che giấu lên vùng đất này nhờ đó không người nào có thể thấy nàng và sở phong đang ở trong này càng không ai có thể thấy nàng đang làm gì. Sau khi tạo xong kết giới che giấu, Tử Linh thoáng nghĩ một chút, ở ngay trước mặt nàng liền xuất hiện một hố đen rộng hai thước cao ba thước, trong hố đen sâu không thể đáy kia có đầy bùa chú, tản ra khí tức giống như không thuộc về thế giới này mà là từ một thế giới khác. Ầm đột nhiên, từ trong hố đen xuất hiện một con người, thì ra hố đen kia tạo ra một người, không đúng, chính xác hơn thì đó là một linh hồn nhưng lại không giống những linh hồn bình thường, đó là một cô nương, gương mặt nàng ấy không phải quá diễm lệ nhưng lại rất có khí chất, điểm nổi bật nhất trên người nàng là chiều cao, sở phong ước chừng nàng cũng phải cao tới hai thước rưỡi cả người tỏa ra ánh sáng thần bí quần áo trên người cũng có khí thế hơn hắn mà khí tức trên người nàng tỏa ra lại là thiên vũ nhị trọng bài kiến chủ nhân cô nương kỳ lạ vừa xuất hiện này lại cung kính hành lễ với tử linh bây giờ ta đã sắp xếp một trận pháp kết giới tiên pháp nên cần tiên lực của người hỗ trợ tử linh cũng không nói nhiều mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bắt đầu tạo kết giới trên bức tường đá kia trong lúc đó cô nương kỳ lạ vừa xuất hiện kia lại tỏa ra một sức mạnh đặc trưng không ngừng truyền tiên lực vào trận pháp kết giới mà tử linh tạo khi nãy sức mạnh này thật đặc biệt nó giống như ánh sáng mặt trời nhưng cũng hơi khác nhưng dù thế nào cũng khiến người khác cảm thấy rất thoải mái giống như chính khí ngưng tụ giữa đất trời vậy sức mạnh này thật sự rất lớn lớn tới mức khiến sở phong cảm thấy một sức mạnh kỳ diệu như vậy vốn không nên xuất hiện trên thế giới này đàn đàn không lẽ đây là một giới linh ký khế ước với tử linh trong lòng sở phong cảm thấy hơi tò mò đúng vậy đây là một giới linh tới từ tiên linh giới cô nhóc kia đúng là lợi hại thế mà có thể kết nối với tiên linh giới hơn nữa còn khiến một giới linh có cảnh giới cao hơn nàng hai bậc chịu ký khế ước với mình Đản Đản cũng cảm thấy rất kinh ngạc, tiên linh giới, tiên linh giới này rất lợi hại sao? Sở Phong tò mò hỏi, không hẳn là lợi hại nhất nhưng cũng không kém đâu, có thể nói đây là một trong hai thế lực mạnh nhất ở thiên linh giới, Đản Đản giải thích, vậy thế lực nào mạnh nhất, giới nào mạnh nhất ấy? Sở Phong hỏi tiếp, cái này còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là Tu La giới của ta lợi hại nhất rồi, giới linh sư nào mà ký khế ước được với Tu La giới của ta thì chắc chắn hắn ta có thể khoe khoang khắp nơi rồi, Đản Đản đắc ý nói, nghe nàng nói lời này, Sở Phong cảm thấy rất vui vẻ ít nhất từ đó có thể thấy hắn cũng có thể liên kết với thế giới mạnh nhất trong thất linh giới nhưng mà không phải giới linh không thể rời khỏi cơ thể của chủ nhân sao sao giới linh của tử linh lại có thể ra ngoài giúp nàng nhưng nghĩ kỹ lại khiến sở phong cảm thấy khó hiểu dù đàn đàn ở trong cơ thể hắn cũng rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể bị nhốt trong cơ thể hắn mà hoàn toàn không thể ra ngoài giúp hắn nhiều nhất cũng chỉ là nàng mượn cơ thể của hắn để thi triển sức mạnh mà thôi bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube di cap phim nên hắn cảm thấy nếu nàng có thể ra ngoài giúp đỡ hắn thì tốt biết mấy dù sao sức mạnh của đàn đàn lớn như vậy thậm chí còn khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn nữa có một mỹ nhân như đàn đàn theo sau hắn hành tàu giang hồ thì sau này hắn sẽ không còn cô đơn nữa cuộc đời cũng có nhiều màu sắc hơn thú vị hơn ngu ngốc ai nói giới linh không thể thoát khỏi cơ thể của chủ nhân nếu không thoát ra được thì giới linh giúp đỡ chủ nhân chiến đấu như thế nào giá trị của nó ở đâu đàn đàn hung hăng nhìn sở phong một cách khinh thường thế theo như cô nói thì giới linh có thể thoát khỏi cơ thể của chủ nhân dựa vào ý thức của nó để tiến vào thế giới của chúng ta à sở phong càng vui mừng hơn hắn thật sự mong đàn đàn có thể dùng bản thể ở cùng với hắn điều này có thể thực hiện được trong một phạm vi hợp lý còn về việc phạm vi đó lớn hay nhỏ thì còn phụ thuộc vào thực lực của chủ nhân cao hay thấp tất nhiên nếu muốn giới linh thoát khỏi không gian tinh thần nhập vào thế giới của các ngươi và dựa vào ý thức của mình giúp ngươi làm việc thì cần xây dựng một cánh cửa liên thông với không gian tinh thần của ngươi cánh cửa này gọi là cổng giới linh đương nhiên ít nhất phải nắm được lực kết giới màu lam mới có thể mở cổng giới linh nói theo cách khác nhất định cần phải đạt tới thực lực giới linh sư áo lam mới được đàn đàn kiên nhẫn giải thích vậy tức là chỉ cần sau này ta trở thành giới linh sư áo lam là có thể giúp cô thoát khỏi không gian tinh thần của ta sống chung với ta rồi đúng không lúc này sở phong cực kỳ vui mừng bởi vì hắn biết đàn đàn vốn không thích sống trong không gian tinh thần của mình suy cho cùng đàn đàn là một cô nương nhỏ nhanh nhẹn hoạt bát làm sao có thể thích sống đơn độc một mình được nàng ấy phải thích những chỗ náo nhiệt mới đúng nghe được những lời này trong lòng đàn đàn cảm thấy ấm áp vì nàng ta đã hiểu được ý của sở phong nàng mỉm cười ngọt ngào nói đúng thế cho nên vì tự do của nữ vương đại nhân ta, ngươi hãy cố lên nha, vù vù. Cũng trong lúc này, tiền pháp kết giới trận của tử linh đã bố trí xong, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Nhưng kỳ lạ là khi vầng sáng màu vàng ấy chạm đến, trên vách đá hoàn hảo nguyên vẹn đó lại dần dần xuất hiện một cánh cửa lớn, hơn nữa còn đang từ từ mở ra, vậy là tử linh đã thành công rồi. Nha đầu, không tệ đâu, sở phong thấy vậy liền cười hì hì, hì. nói, bớt nhiều lời đi, mau tới đây, tử linh vừa suy nghĩ, cổng giới linh đã mở ra thêm lần nữa giới linh của tử linh cũng quay về không gian tinh thần của nàng sau đó tử linh liền nhanh chóng đi vào trong cánh cửa lớn trên vách đá sở phong cũng vội vàng đi theo huỳnh bọn họ vừa bước vào cánh cửa lớn phía sau liền đóng lại lúc này sở phong phát hiện ra con đường này còn đẹp hơn hang động bên ngoài nhiều ở trong đây vách tường xung quanh đều do nham thạch đặc biệt tạo thành bên trên khắc hoa văn lộng lẫy trông hùng vĩ đến mức không thể hình dung được cái chính là ở trên vách tường đó sở phong cảm nhận được lực kết giới đặc biệt đang tỏa ra khí tức của tu la chủ nhân xây dựng nơi này cũng là một giới linh sư có thể liên hệ được với tu la linh giới đàn đản nói là yêu thú bị nhốt trong tháp quỷ tu la sao sở phong hỏi cái này cũng khó nói đàn đản lắc lắc đầu bọn họ càng đi tiếp tầm nhìn càng rộng thoáng hơn sở phong và tử linh cũng phát hiện được một số cơ quan chỉ có điều những cơ quan này đều bị tháo ra hết rồi mà còn vừa mới bị tháo nữa không cần nghĩ cũng biết nhất định là do khương vô thương làm thấy tình hình như vậy sở phong và tử linh lập tức tăng tốc bởi vì họ sợ khương vô thương tìm thấy bảo vật trước như thế họ sẽ bị thiệt thòi lớn nhanh lên nào đột nhiên đôi mắt tử linh lái lên hình như cảm nhận được điều gì đó liền bắt đầu thi triển thân pháp võ kỹ chạy đi thật nhanh sở phong cũng không chậm trễ thi triển ngựa phong thuật rồi vội vàng đuổi theo nhờ tốc độ ấy chẳng bao lâu sau sở phong và tử linh đã đi đến cuối con đường phía trước bọn họ liền xuất hiện một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy nơi này quả nhiên là cung vàng điện ngọc bởi vì tất cả chỗ này đều được làm từ vàng khối sáng chói cả một vùng ở giữa cung điện là một kho báu khổng lồ các loại ngọc trai đá quý các loại nguyên châu huyền dược được chất thành núi thậm chí trong núi kho báu đó còn có vài cuốn thư tịch cực kỳ cổ xưa vừa nhìn đã biết không phải là huyền công thì cũng là võ kỹ ha ha cuối cùng chúng ta cũng tìm ra rồi trông thấy những thứ này tử linh mừng rỡ vô cùng cơ thể nhỏ bé nhảy lên chỉ trong nháy mắt đã bay về hướng cung điện chờ đã lúc này sở phong lại vội vàng quát lên bởi vì hắn phát hiện ra một điều tại đây không hề thấy bóng dáng của khương vô thương trong khi chỗ này rõ ràng là cuối đường rồi vù vù quả nhiên đúng lúc tử linh vừa bước vào trong cả tòa cung điện liền rung lắc dữ dội hình ảnh trước mặt bắt đầu thay đổi nhanh chóng thu gọn lại và bao vây quanh tử linh sở phong cứu ta khi ấy tử linh vốn định tránh ra nhưng không biết vì sao khung cảnh xung quanh lại vạn vẹo ôm trọn lấy nàng khiến nàng không thể thoát ra được trận pháp ảo ảnh lợi hại thật sau khi cung điện hoàn toàn biến mất cảnh vật chân thực dần hiện lên trước mắt sở phong trong trước mắt trước mặt sở phong đã không còn là tòa cung điện nguy nga tráng lệ nữa mà là một vũng bùn ngưng tụ kết giới rất mạnh tử linh đang bị giam chặt trong vũng bùn đó cho dù có dãy ruộng như thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây là các ngươi cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên đó là khương vô thương khương vô thương lúc này cũng bị rơi vào bên trong vũng bùn hơn nữa nửa người gã đã bị lún sâu xuống dưới sau khi trông thấy sở phong và tử linh gã tỏ ra rất kinh ngạc xoẹt xoẹt lâm phong không hề chậm trễ nhanh chóng bố trí một trận pháp kết giới sau đó ngồi xuống hai tay chồng lên nhau rồi đột nhiên hét lên một tiếng phá âm, uhm, vừa nói dứt lời từ trong trận pháp kết giới liền vụt ra hai luồng ánh sáng sau khi ánh sáng này bao phủ lấy tử linh và khương vô thương vô số dòng bùa chú giống như những con sâu bắt đầu tiến vào vũng bùn nhờ vậy mà tốc độ lún xuống của tử linh và khương vô thương cũng chậm lại dầm dầm ngay sau đó hai tay trước ngực sở phong cũng lập tức biến đổi có thêm hai dòng bùa chú khác ngưng lại thành hai dây xích kết giới bắn ra từ đại trận pháp kết giới cuối cùng quấn quanh người tử linh và khương vô thương bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim sau đó sở phong lại hét lên một tiếng đồng thời hai tay xếp chặt cả người căng cứng sắc mặt hắn tái dần đi từng giọt mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống mạnh mẽ chút hết lực kết giới về phía trận pháp kết giới đó và không hề do dự có điều cũng may trong lúc sở phong ra sức như thế dây xích kết giới cũng bắt đầu rút dần về như vậy mà tử linh và khương vô thương đang bị lún sâu vào trong vũng bùn bắt đầu được đẩy lên tử linh và khương vô thương đều cảm thấy vui mừng bởi vì điều đó cho thấy cách làm của sở phong đã có tác dụng hắn có thể cứu được họ xoẹt cuối cùng tử linh được túm ra đầu tiên khi không bị ảo ảnh cuốn lấy nữa cơ thể nàng bỗng nhẹ như nhim nhanh chóng khôi phục sức mạnh vốn có luyện một đường cong đẹp mắt rồi hạ xuống trước mặt sở phong vù vù nhưng khi nàng vừa hạ xuống bàn tay đẹp như ngọc ấy chợt nắm lại tạo ra một thanh kiếm bằng kết giới bùa chú rồi bỗng chém thẳng xuống sợi dây xích kết giới đang cuốn lấy khương vô thương một tiếng răng rắc vang lên sợi dây kết giới của sở phong đã bị chặt đứt cô làm gì đấy trông thấy thế sở phong giật mình sợ hãi hét lên hỏi nàng tử linh lại tỏ ra hết sức bình thường sau khi làm tan biến kiếm kết giới bùa chú trong tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay ngọc bình tĩnh nói không được cứu gã tại sao không thể cứu gã sở phong hoàn toàn không hiểu thế cũng phải hỏi sao gã là đối thủ của chúng ta sẽ tranh cướp kho báu ở nơi này với chúng ta tử linh giải thích không đâu ta sẽ không tranh cướp kho báu với các ngươi đâu hãy cứu ta sở phong cứu ta với chỉ cần ngươi cứu ta ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức mà khương vô thương văn này khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết thì vị thiếu niên có thân phận cao quý ấy cũng sợ hãi tột độ đừng tin gã nếu như ta đoán không lầm gã là người của hoàng triều khương thị cứ cho là hôm nay huynh cứu được gã rời khỏi đây thì sau này gã nhất định vẫn sẽ tìm chúng ta báo thù thôi tử linh nói không sở phong hãy tin ta ta tuyệt đối sẽ không trả thù các người chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói cho ai cả thấy tử linh trông thấy chết mà không cứu khương vô thương vô cùng hoảng sợ sở phong nghe vậy chỉ trao mày mắt sáng như đuốc những dòng suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển suy xét đến nhiều khía cạnh khác nhau cuối cùng sở phong dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào khuôn mặt của khương vô thương nói khương vô thương nếu hôm nay hai chúng ta cứu người tức là có ơn cứu mạng với ngươi ta tin ngươi không phải là loại người lấy oán báo ân rầm 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 nói xong hai tay sở phong lại chồng lên nhau một sợi xích kết giới liền vụt ra từ trận pháp kết giới trước mặt hắn quấn quanh người khương vô thương một lần nữa lúc này đôi mắt tử linh nhìn chằm chằm sở phong tràn ngập oán giận lẫn trách móc nhưng nàng lại không ra tay ngăn cản sở phong nữa mà chỉ đứng yên lặng một bên quan sát mọi chuyện cuối cùng sở phong đã cứu được khương vô thương ra khỏi vũng bùn thành công và khương vô thương quả nhiên cũng không ra tay với hai người chỉ có điều sau khi được cứu ra, tư thế hèn mọn ti tiện vừa nãy của gã lập tức biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cao ngạo vốn có, nhưng có thể nhận ra, gã thực sự cảm kích Sở Phong, "Sở Phong, ân tình hôm nay, Khương Vô Thương ta sẽ ghi nhớ, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp, nhưng ta cũng khuyên ngươi một câu, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tham dò được, ngươi nên rời khỏi đây cùng ta." Khương Vô Thương nói với Sở Phong, "Ta xin ghi nhận ý tốt của ngươi, nhưng đã đến đây rồi, Sở Phong ta tuyệt đối sẽ không tay không trở về, ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể giữ được lời hứa." không nói chuyện này với bất cứ ai sở phong nói ngươi yên tâm khương vô thương ta trước nay nói lời đều giữ lời nếu ngươi đã không nghe lời khuyên của ta cứ khăng khăng đi tiếp thì hãy nhận lấy cái này đi có lẽ nó sẽ giúp ích được cho ngươi thấy thế khương vô thương cũng không khuyên sở phong nữa mà lấy ra một cuộn da dê từ trong túi càn khôn đưa cho sở phong sau đó men theo đường cũ quay ra thấy khương vô thương đi rồi sở phong mới mở cuộn da dê ra xem phát hiện đây là một tấm bản đồ tuy nhiên đó lại là một tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh trên tấm bản đồ này có ghi lại lối vào của tòa địa cung này. Ngoài ra cũng ghi chép lại vị trí của một số cơ quan cùng với cách phá giải nhưng lại không có đủ hết tất cả các cơ quan. Ví dụ như vũng bùn trước mắt này và trận pháp ảo ảnh vừa nãy đều không có trên bản đồ. Chẳng trách khương vô thường lại bị lạc vào. Tấm bản đồ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vẫn phải dựa vào bản thân chúng ta thôi. Từ Linh cũng đi tới, nhìn thoáng qua tấm bản đồ rồi bắt đầu bố trí một trận pháp kết giới trên đất. Trận pháp vừa được hoàn thành liền hóa thành một luồng ánh sáng hồng, kết lại thành một cây cầu bắc ngang qua vũng bùn trước mặt nối liền với phía bên kia vũng bùn trong vũng bùn này có lực hút nếu bay qua chắc chắn sẽ bị hút vào đó chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn nói xong tử linh liền dẫn đầu bước qua cây cầu màu hồng vì trước đó đã sơ ý một lần nên lần này nàng cẩn thận hơn hẳn bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube g phim sau đó sở phong và tử linh cùng nhau đi tiếp phá giải từng cửa một cuối cùng bọn họ phát hiện ra một vấn đề những cửa ải được ghi chép trên tấm bản đồ này khá xưa có vẻ như đã xuất hiện từ lâu lắm rồi trong một khoảng thời gian sau khi bị phá những cửa ải này sẽ được sửa chữa lại thủ đoạn hết sức tinh vi nếu không có tấm bản đồ này e rằng tử linh phải sử dụng không ít sức lực mà còn chưa chắc đã phá vỡ được hơn nữa cũng có rất nhiều loại cơ quan giống với trận pháp ảo ảnh ban nãy đều không được ghi lại trên bản đồ chỉ có điều những cơ quan ấy dường như không cổ xưa lắm mặc dù cũng rất cao siêu nhưng lại không bằng những cơ quan được ghi chép trên bản đồ điều này có nghĩa là từng có hai người lần lượt đến đây lắp cơ quan và lại dù ở đây có kho báu cũng không đến nỗi phải bố trí nhiều cơ quan đến thế như vậy cũng có nghĩa là những cơ quan này được sử dụng để đề phòng có kẻ đột nhập hay nói cách khác, những thứ này dường như được tạo ra để thách thức kẻ đột nhập bởi các cửa ải càng về sau lại càng khó nhưng không phải là không có cách phá giải. cái chính là mặc dù có nhiều cơ quan được bố trí để đưa người ta vào chỗ chết nhưng cũng cho họ một con đường sống. chẳng hạn như vũng bùn trước đó, giả dụ nếu đó không phải là vũng bùn mà là một cơ quan khác, có lẽ tử linh và khương vô thường đã chết lâu rồi nhưng may là tinh thần lực của tử linh rất mạnh, thực lực cũng không tệ, nhất là giới linh tiên linh giới của nàng lại có sức chiến đấu mạnh đến mức khó tin cứ thế hai người bọn họ cuối cùng cũng đến được điểm cuối trên tấm bản đồ tại đây xuất hiện một tòa cung điện rộng lớn giống như một cái quảng trường đủ sức để chứa hơn 10 vạn người kết cấu cơ bản của nơi này giống hệt với tòa cung điện lộng lẫy mà họ gặp khi nãy chỉ có điều ở giữa tòa cung điện này lại chẳng có kho báu nào thậm chí còn chẳng được nguyên nga rực rỡ và ngược lại còn cực kỳ cũ kỹ bởi vì vách tường xung quanh nơi này đều bị người khác phá hủy rồi vách tường này thật đặc biệt dựa vào thực lực hiện tại của ta cũng chẳng thể làm sứt mẻ được một góc tường kẻ phá hủy nơi này chắc chắn rất mạnh tử linh quan sát tỉ mỉ bức tường rồi nói nét mặt thể hiện sự kinh ngạc trên vách tường này dường như có ghi chép lại thứ gì đó kẻ phá hoại nơi này có lẽ không muốn cho người khác thấy nó sở phong phát hiện được một chút manh mối thật là đáng ghét nếu ta đoán không lầm thì trên vách tường này chắc từng ghi chép bí kíp gì đó do vị cao thủ tu võ kia lưu lại mà kẻ phá hoại nó có lẽ là tên yêu vương đã bị tổ tiên của hoàng triều khương thị đánh bại suy cho cùng năm xưa vì chiếm được mấy thứ kiểu này nên nó mới trở nên mạnh mẽ như vậy tử linh nghiến chặt răng cực kỳ phẫn nộ chỉ vì dã tâm của mình mà con yêu vương đó đã hủy hoại di sản quý giá của một vị tiền bối để lại làm cho người đời sau không thể tiếp cận thật khiến người ta tức giận không đúng chỗ này hình như chưa phải điểm cuối của địa cung đột nhiên sở phong thốt ra vì sao lại nói vậy tử linh tò mò hỏi cô lại mà xem cái này sở phong chỉ vào tấm bản đồ trong tay mình đây đây là gì tử linh tới gần sau khi xem kỹ nơi mà sở phong đang chỉ sắc mặt nàng cũng lập tức thay đổi nơi mà sở phong chỉ vào chính là tòa cung điện hiện tại chỉ có điều trên tấm bản đồ ở giữa tòa cung điện này có một thứ nhưng ngay lúc này bọn họ lại chẳng thấy gì cả cái chính là nếu quan sát kỹ lưỡng sẽ phát hiện được thực ra tòa cung điện này có hai tầng nhưng lúc này chỉ có một tầng xuất hiện mà thôi điều này có nghĩa là còn có một tầng khác ở phía trên hoặc phía dưới tòa cung điện này và đây vẫn chưa phải điểm tận cùng sau khi tử linh phát hiện ra sự thật này nàng nhanh chóng đi tới chỗ có đánh dấu vị trí của vật thể trên bản đồ và bố trí một trận pháp kết giới tại đó sau đó chỉ nghe thấy tiếng nàng khẽ nói mở trận pháp kết giới liền tỏa ra ánh sáng chói mát cùng lúc đó ở trong trận pháp ấy lại xuất hiện một tảng đá ánh lên bảy sắc cầu vòng sau khi tảng đá này xuất hiện ánh sáng bao quanh nó càng ngày càng mạnh cuối cùng chiếu thẳng lên trên bao phủ toàn bộ trần cung điện mà kỳ lạ là khi bảy sắc cầu vồng ấy chiếu đến trần cung điện lại bắt đầu biến đổi lớp nham thạch đặc biệt trên trần càng ngày càng nhạt rồi cuối cùng tan biến trước mắt sở phong và từ linh lại dần xuất hiện một tòa cung điện khác hình dạng của tòa cung điện này giống với tòa cung điện khi nãy điểm khác biệt duy nhất là ở trung tâm của cung điện phía trên có một dòng bùa chú đang lơ lửng dòng bùa chú này bay qua bay lại giữa không trung tỏa ra một loại năng lượng kỳ lạ dường như trong bùa chú sinh xắn kia ẩn chứa một sự biến đổi khôn lường mà cái chính là phía ngoài bùa chú có chín chữ vàng bay bổng giữa không trung đó là cửu đoạn võ kỹ hóa ra là cửu đoạn võ kỹ trông thấy bốn chữ lớn cửu đoạn võ kỹ ánh mắt tử linh bỗng sáng rực cơ thể nhỏ bé nhảy lên bàn tay ngọc nhanh chóng đưa ra tóm lấy bùa chú chứa đựng cửu đoạn võ kỹ này nhà đầu này có tốc độ nhanh thật trông thấy thế sở phong liền trong mày bởi hắn biết tử linh ra tay nhanh như vậy nhất định là do sợ mình nhanh chân hơn cướp được cửu đoạn võ kỹ kia trước Nha đầu này thật sự vẫn chưa hề tin tưởng mình. Âm, uhm. bàn tay ngọc mềm mại của Tử Linh còn chưa kịp chạm đến bùa chú thì một tầng năng lượng kỳ dị đã tỏa ra, lập tức bao trùm hết phần đỉnh cung điện. Xoẹt, 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 ngay sau đó, xung quanh Tử Linh xuất hiện mấy sợi xích kết giới màu vàng. Những sợi xích đó giống như những con rắn trườn quanh người Tử Linh rồi trói chặt nàng lại. Đáng ghét, hay a, à. Tử Linh định sử dụng hết sức lực của mình để thoát ra ngoài nhưng không ngờ nàng càng dùng lực, dây xích màu vàng siết lại càng chặt, gần như sắp chạm đến xương nàng cơ thể đau đớn như bị nghiền nát khiến cho mặt tử linh dần dần trở nên tráng bệch mồ hôi lạnh từ trán tuôn xuống nàng hét lên trong đau đớn sao lại thế này đây cũng là cơ quan sao nhưng ta đã dùng tinh thần lực để thăm dò rõ ràng là không có bất cứ vấn đề gì cả bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nhìn thấy tử linh đang phải chịu tra tấn ở bên trên mặt sở phong liền biến sắc hắn không nhìn ra được cơ quan của tòa cung điện đó ở đâu nên cũng không biết làm thế nào để cứu được tử linh sợi xích kết giới màu vàng đó thực sự quá mạnh sở phong chưa từng thấy lực kết giới ngưng tụ kiểu này bao giờ quả thực là không thể phá được vù vù mà ngay tại lúc này không gian bên cạnh tử linh bỗng nhiên xoay chuyển sau đó xuất hiện một bóng người đây là một thần thức dù cơ thể hơi trong suốt nhưng họ vẫn nhận ra đây là một giới linh sư nhờ bộ áo giới linh người này mặc chiếc áo đó đã che kín tướng mạo của ông ta mà điều khiến sở phong kinh ngạc nhất đó là áo giới linh mà người đó mặc rất đặc biệt lấp lánh ánh vàng trông hết sức uy nghiêm bùa chú khắc họa trong đó cũng rất đặc biệt dường như mỗi dòng bùa chú đều có thể biến hóa khôn lường chứa sức mạnh vô biên thứ người đó mặc chính là áo giới linh màu vàng giới linh sư áo vàng sở phong hoàn toàn kinh ngạc không khỏi hít vào một hơi thật sâu tại đại lục cửu châu chưa ai đạt tới giới linh sư áo tím nó giống như một thần thoại vậy nhưng ngay lúc này trước mặt hắn lại xuất hiện một giới linh sư áo vàng bảo sao hắn không kinh ngạc cho được cùng lúc đó vị giới linh sư áo vàng nọ cũng đưa mắt nhìn sở phong hai mắt người đó sáng quắc như hai lưỡi dao xuyên thẳng vào người sở phong nhìn thấu hết mọi thứ khiến sở phong không thể che giấu được đây đây là sức mạnh của giới linh sư áo vàng thật đáng sợ ngoại trừ thần lôi trong đan điền của ta ra dường như tất cả đều bị ông ta nhìn thấu sở phong lại thất kinh lần nữa đến mức trên trán không ngừng tố ra mồ hôi lạnh bởi hắn phát hiện sức mạnh của vị giới linh sư áo vàng trước mặt quá đáng sợ hắn chưa từng thấy ai đáng sợ như vậy chỉ một ánh mắt mà như muốn xuyên thủng người ta vậy hừm sau khi lướt nhìn sở phong vị giới linh sư áo vàng đó có vẻ cũng khá bất ngờ ông ta hỏi bằng giọng của một người trung niên tuổi còn nhỏ mà đã ký kết giao ước với tu la giới linh rồi à thật không đơn giản nhóc con người với con bé này có quan hệ gì thưa tiền bối nàng là bạn của ta sở phong cung kính trả lời đứng trước mặt vị này hắn không dám nói lời bất kính bởi đối phương thực sự quá mạnh sức mạnh mà ông ta nắm giữ chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng của hắn sợ rằng chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua của đối phương thôi là sở phong sẽ lập tức tan thành mây khói chỉ là bạn bè thôi sao giới linh sư áo vàng lạnh lùng hỏi giọng nói tỏ vẻ nghi ngờ không không đơn thuần chỉ là bạn bè nàng là nàng là người trong lòng của ta cầu xin tiền bối hãy tha cho nàng sở phong khẩn cầu tha cho nó người muốn cứu nó ư giới linh sư áo vàng tò mò hỏi muốn đương nhiên là muốn chỉ cần tiền bối chịu thả nàng ra muốn ta làm gì ta cũng bằng lòng người có thể tra tấn ta nhưng xin hãy tha cho nàng không biết vì sao khi sở phong nhìn thấy bộ dạng đau đớn thống khổ của tử linh hắn thật sự không đành lòng nếu có thể thay nàng chịu đựng sự đau đớn đó hắn cũng chấp nhận hóa ra lại là một kẻ si tình nhưng người cũng nên nhớ vốn dĩ khi nãy trông thấy võ kỹ của ta nó hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người nàng ta quá ích kỷ muốn tự mình giành được loại con gái như vậy đáng để người yêu không giới linh sư áo vàng như muốn nhắc nhở sở phong rằng tử linh chỉ là một đứa con gái bụng dạ khó lường có lẽ đối với tiền bối nàng không đáng giá nhưng trong mắt sở phong nàng thật sự quan trọng quan trọng đến mức ta có thể bất chấp tính mạng để yêu sở phong thản nhiên nở nụ cười trên mặt thể hiện rõ sự chân thành không phải sở phong thật lòng yêu tử linh hắn cũng luôn đề phòng tử linh thì làm sao có thể yêu nàng được chỉ là hắn không muốn trông thấy tử linh bị thương hơn nữa sở phong biết nếu vị giới linh sư áo vàng này đã không muốn để hắn và tử linh sống sót rời khỏi đây thì hắn có nói gì cũng vô dụng Đối mặt với cao thủ như vậy, khi người tự tiện xâm nhập vào lãnh địa của đối phương, khiến cho đối phương bất mãn thì mấy câu xin tha mạng đơn giản tuyệt đối không đủ để lay động và làm người ta buông tha cho mình được. Lúc này, đối phương vẫn chưa trực tiếp ra tay kết liễu tính mạng của Sở Phong và Từ Linh mà cứ liên tục hỏi Sở Phong hết điều này đến điều khác. Điều này có nghĩa là đối phương không có ý định giết hai người họ, ít nhất hiện tại là như vậy. Nếu ông ta thật sự không muốn giết Sở Phong và Từ Linh thì bọn họ vẫn còn một cơ hội sống. Vậy nên bây giờ là thời điểm tốt nhất để tóm lấy trái tim Từ Linh. Trước đây, cho dù sở phong có nói bản thân thích tử linh như thế nào tử linh cũng không tin mà ngược lại còn cảm thấy chán ghét cho rằng sở phong là một kẻ chỉ biết nói lời ngon ngọt nhưng trong thời khắc sinh tử này tâm hồn tử linh đã trở nên cực kỳ mỏng manh yếu ớt nếu sở phong ra mặt cầu xin cho nàng thể hiện sự chân thành sẽ dễ dàng khiến nàng rung động dù sao sống chết có số sở phong quyết định sẽ liều một phen biết đâu vị giới linh sư áo vàng kia sẽ cho họ một cơ hội sống tiền bối xin ngài hãy tha cho nàng đừng tra tấn nàng nữa có chuyện gì ngài cứ nhằm vào ta ta sẽ chịu tội thay nàng sở phong vỗ ngực nói thể hiện rằng hắn chấp nhận thay tử linh chịu trận ha ha thú vị thật cô nương có thể khiến một chàng trai xuất sắc chấp nhận hy sinh vì mình như vậy ngươi cũng rất có sức hút đấy giới linh sư áo vàng nhìn tử linh một lúc sau đó quay sang nói với sở phong tội của nàng ngươi không thể gánh thai được nhưng mà nếu ngươi muốn cứu nàng ta như vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội xoẹt trong lúc nói ông ta vung tay áo rồi đưa tay phất nhẹ về phía sở phong lúc này trong cung điện sở phong đang đứng xuất hiện luồng khí lạnh thấu xương thứ khí lạnh này lan ra xung quanh rất nhanh chỉ trong chốc lát cả cung điện đã thành một hầm băng mọi thứ xung quanh sở phong đều bị đóng băng hết cả bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cho dù sở phong có dùng huyền lực để chống đỡ thì hàn khí đó vẫn xâm nhập được vào người hắn lúc này trên da thịt hắn xuất hiện đầy rẫy những giỏ xương băng hơn nữa những giỏ xương băng này nhanh chóng tăng lên sau lưng vang lên tiếng rồi xoè xoẹt giới linh sư áo vàng lại nâng ngón tay lên trên không trước mặt sở phong nhanh chóng xuất hiện một bức tranh cao tới hai thước dài mười thước nhớ kỹ nội dung của bức tranh này ông ta nói trên thực tế, trước khi giới linh sư áo vàng mở miệng, Sở Phong đã đưa mắt nhìn lên bức tranh, cố gắng ghi nhớ cái nội dung của nó. Xoẹt, nhưng giới linh sư áo vàng nói xong thì lập tức phất tay áo lên, bỗng chốc bức tranh đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, các mảnh ghép phân tán, trôi dạt trong không gian mênh mông của tòa cung điện. Trong vòng nửa canh giờ, nếu ngươi khôi phục bức tranh này trở về như ban đầu thì nàng ta có thể được cứu, nhưng nếu sau nửa canh giờ, ngươi còn chưa khôi phục được lại nó thì nàng ta sẽ bị sợi xích kết giới này cắt thành từng mảnh, đến lúc đó, người trong lòng của ngươi đến cái xác nguyên vẹn cũng chẳng còn giới linh sư áo vàng nói nghe ông ta nói sở phong cũng không do dự chút nào hắn nhảy lên rồi phất tay bán huyền lực đi khắp nơi muốn thu thập tất cả mảnh ghép của bức tranh đang trôi giạt trong đại điện nhưng sở phong bất ngờ nhận ra sức mạnh của hắn không thể điều khiển được những mảnh ghép đó chuyện khiến hắn bất ngờ nhất là hắn hoàn toàn không thể thi triển bất kỳ võ kỹ nào trong đại điện này không những thế mà hai chân ngày càng trở nên nặng nề mỗi bước chân đều phải sử dụng rất nhiều sức lực cùng lúc đó khí lạnh cắt ra cắt thịt xung quanh lại không ngừng bào mòn cơ thể hắn hắn cảm thấy thân xác mình càng ngày càng cứng nhắc tê liệt dần dần mất đi khả năng khống chế cơ thể đáng giận sao ông lại phong tỏa hết sức mạnh của ta ông làm như vậy trong vòng nửa canh giờ làm sao ta có thể khôi phục lại được bức tranh đó sở phong tức giận nói giới linh sư áo vàng kia quả thực đã đưa cho hắn một bài toán khó không có lời giải đó là vấn đề của ngươi giới linh sư áo vàng cười giống như đang xem một bàn kịch sau đó còn nói thêm đúng rồi cho dù trong nửa canh giờ ngươi không thể khôi phục lại bức tranh ngươi cũng không chết đâu có điều với tu vi của ngươi thì chẳng thể chống lại khí lạnh này quá nửa canh giờ đâu hay nói cách khác Chẳng cần đến nửa canh giờ, ngươi nhất định sẽ chết. Tất nhiên, lối ra ở đằng kia, nếu ngươi không muốn chết thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu ngươi rời đi, con bé này chết chắc, còn nếu muốn liều mạng cứu nó thì cả hai người các ngươi đều phải chết, tùy ngươi lựa chọn. Ha ha, Giới Linh sư áo vàng cười lớn, mà tiếng cười của ông ta càng vang xa thì cơ thể của ông ta càng trở nên trong suốt, cuối cùng nhập vào trong cung điện ở phía trên. Á, à, sau khi Giới Linh sư áo vàng biến mất, Tử Linh lại hét lên đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên sở phong hoàng sợ phát hiện ra sợi xích kết giới màu vàng đang quấn lấy người tử linh lại tiếp tục xếp chặt vào mặc dù tốc độ xếp vào cũng khá chậm nhưng vẫn khiến cho tử linh cảm thấy cực kỳ đau đớn nếu cứ tiếp tục thế này cơ thể tử linh sẽ bị kết giới này nghiền nát chết tiệt ta không tin trong nửa canh giờ ta không khôi phục lại được bức họa thấy vậy sở phong cũng không trần trừ thêm nữa khởi động hai đường lôi đình bên trong huyết mạch trong nháy mắt khí tức liền tăng lên các huyền võ ngũ trọng sau khi thực lực tăng lên bước chân của sở phong không còn nặng nề như trước thậm chí là có thể chạy được vì thế sở phong liền bắt đầu tìm kiếm thu thập những mảnh ghép của cuốn tranh trong hầm băng lạnh lão này nhưng sở phong ở trong hầm băng càng lâu thì sức lực của hắn càng nhanh chóng bị khí lạnh ăn mòn cả người sở phong bị xương lạnh vây lấy bước đi ngày càng chậm chạp da thịt đang dần trở nên tê liệt thấy sở phong ra sức giành lấy cơ hội sống sót cho mình như vậy tử linh nghiến chặt răng cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể không thốt ra một tiếng kêu nào nữa không thể không nói trí nhớ của sở phong rất tốt những mảnh ghép mà hắn thu nhặt được đều có thể đặt lại chính xác vị trí cũ chỉ có điều thời gian trôi qua cơ thể sở phong cũng dần khuỵu xuống đến cuối cùng thậm chí hắn còn không ngừng vấp ngã toàn thân bắt đầu run lên bần bật sở phong ngươi không cần lo cho ta mau đi đi nếu không chúng ta đều phải chết đấy lúc này ngay cả tử linh cũng không nhịn được khuyên sở phong rời đi nha đầu đừng nói nữa sao ta có thể bỏ cô lại một mình được sở phong cố gắng nở ra một nụ cười cũng chẳng để ý tử linh nói gì nữa mà tiếp tục thu nhặt những mảnh ghép còn lại của bức tranh nhưng lúc này sở phong thật sự lực bắt tòng tâm khí lạnh đã xâm nhập sâu vào cơ thể khiến cả người hắn đều trở nên cứng như sắt dần dần mất đi khả năng khống chế cuối cùng sở phong mệt mỏi nằm gục xuống sở phong huynh trông thấy sở phong đã không còn sức lực nằm trên đất nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tử linh dường như quên hết sự đau đớn ngoài xác thịt vì trong lòng cô đang run rẩy linh hồn cô đang rung động bởi vì cho dù thế nào cô cũng chẳng thể ngờ được sở phong thật sự không tiếc tính mạng mình để cứu cô đối diện với một người không thân không thích lại chấp nhận liều mạng cứu mình khiến tử linh không khỏi cảm thấy xúc động trước nay nàng vốn kiên cường mạnh mẽ nhưng lúc này hai mắt nàng bỗng trở nên ươn ướt rồi đột nhiên hét lớn lên huynh mau chạy đi ta không cần huynh cứu càng không hy vọng vì cứu ta mà huynh phải bỏ mạng huynh mau đi đi huynh và ta vốn không thân không thích cũng chẳng có nợ nần gì nên không cần thiết phải giúp ta như thế huynh mau đi 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 ngay đi không cần để ý đến ta những lời này là lời từ tận đáy lòng của tử linh nàng không hy vọng sở phong sẽ vì mình mà chết nàng hy vọng sở phong sẽ sống sót trở về suy cho cùng nàng bị trói lại như thế này hoàn toàn là do nàng quá ích kỷ là tự chúc họa vào thân không liên quan tới sở phong chỉ có điều Sở Phong chẳng để tới những gì nàng nói mà vẫn cố gắng đứng dậy. Khi thấy mình không thể tự đứng dậy được thì Sở Phong lại chọn cách truyền bò, dùng hai tay hai chân đã cứng ngắc như đá để di chuyển cơ thể từng chút từng chút một. Bạn đang xem Tu La Võ Thần được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc đầu, Sở Phong chỉ muốn cố gắng hết sức đi cứu Tử Linh, nếu như không thể cứu thì Sở Phong sẽ chọn cách rời khỏi đây, hắn không muốn vì Tử Linh mà phải mất mạng. Thế nhưng khi nghe thấy lời nói của Tử Linh, muốn hắn rời khỏi chỗ này thì trong lòng Sở Phong lại hơi rung động, không biết vì sao lại xuất hiện một loại ý nghĩ là phải cứu sống Tử Linh mà ý nghĩ đó càng ngày càng vững chắc hơn, tới bây giờ đã không thể thay đổi nữa, mặc dù Sở Phong rất muốn cứu Tử Linh nhưng cơ thể hắn lúc này quá yếu ớt, hiện tại, cảnh vật trước mắt hắn trở nên lờ mờ, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ đó là phải thu thập hết mảnh ghép của bức tranh, cứu lấy Tử Linh, thế nhưng ý nghĩ này lại không có cách nào giúp hắn kiên trì làm tới cùng, cuối cùng, Sở Phong cũng ngã xuống và kiệt sức, rơi vào hôn mê, sau khi rơi vào hôn mê thì Sở Phong không thể sử dụng huyền lực để ngăn chặn khí lạnh bên ngoài cơ thể nữa khí lạnh giống như mãnh thú vô hình từ bốn phương tám hướng bao vây và tấn công sở phong nhanh chóng đông hắn lại thành một khối băng lớn sở phong trông thấy cảnh này sắc mặt tử linh bỗng nhiên thay đổi nàng hét lên một cách điên cuồng giờ phút này quyền lực của tử linh đang bị phong tỏa tinh thần lực cũng không thể sử dụng nàng không biết sở phong như thế nào còn tưởng sở phong đã chết rồi chỉ cần nghĩ đến sở phong đã chết hơn nữa còn vì mình mà chết tử linh không thể kìm được mà nước mắt tuôn rơi làm ướt cả đôi gò má tuyệt đẹp tuy rằng thực lực không đủ nhưng rất có nghị lực xem ra tên nhóc này rất muốn cứu ngươi từ lúc đầu hắn đã không định bỏ chạy một mình và chính lúc này giới linh sư áo vàng lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tử linh nói với cô có muốn xem hắn yêu ngươi đến mức nào không nói xong ông ta cũng không chờ tử linh trả lời đã phất tay mấy cái xuống cung điện phía dưới trong chốc lát khí lạnh bao phủ khắp cung điện liền bị hút vào trong tay áo của ông ta lúc này cung điện phía dưới lại khôi phục hình dạng ban đầu thậm chí không lưu lại một chút khí lạnh nào chỉ có điều dáng vẻ của sở phong đã hoàn toàn thay đổi sở phong lúc này đã hoàn toàn thay đổi cả người toàn vết rách thậm chí có chỗ đã bị thối giữa để lộ ra từng mảng xương trắng toàn thân hắn lúc này đều là những vết bỏng lạnh đau đớn đến tận xương tủy sở phong trông thấy hắn như vậy hai mắt tử linh đột nhiên mở to khẽ hé môi đáy lòng chấn động đến không thể thốt nên lời thấy rồi chứ những đau đớn mà cơ thể hắn phải chịu đựng có thể nghiêm trọng hơn ngươi rất nhiều nhưng hắn vẫn kiên trì đến bây giờ ngươi xem động lực của hắn là gì giới linh sư áo vàng cười hỏi hu 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 tử linh đã sớm khóc không thành tiếng đến nói cũng không nói nên lời tiểu cô nương có người yêu mình như vậy nên quý trọng mới phải ta giữ lại di tích này chính là lưu lại cho những người có duyên có điều đáng tiếc là một số người quá tham lam cho nên ta không muốn tặng hết nơi này ta sẽ tặng cho hai người cửu đoạn võ kỹ này hy vọng hai đứa nhóc các ngươi có thể mau chóng trưởng thành để đến một ngày nào đó ta có thể thấy được bóng dáng hai người tại mảnh đất anh hùng hội tụ kia giới linh sư áo vàng cười nhẹ sau đó thân thể liền biến mất hóa thành ánh sáng bảy màu bao phủ khắp không trung thứ ánh sáng bảy màu đó từ trên hạ xuống lưu lại trên cơ thể tử linh khiến cho sừng xích màu vàng đang quấn chặt người nàng biến mất. Ánh sáng bảy màu đó chạm vào cơ thể của Sở Phong, làm cho cơ thể không lành lặn của hắn khỏi hẳn ngay lập tức. Sở Phong, lúc này Tử Linh đã được tự do, lập tức chạy đến trước mặt Sở Phong, quỳ xuống nâng hắn dậy. Ôi, Sở Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nét mặt còn hiện lên sự đau đớn. Tử Linh, là cô à? Sau khi nhìn thấy Tử Linh ở trước mắt, đôi đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại, chứa đầy hoảng hốt sợ hãi. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện tất cả đã trở về như bình thường khí lạnh cắt ra cắt thịt đã hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện ta vừa nãy không phải là đã rơi vào ảo trận đấy chứ sở phong xoa xoa đầu nghi ngờ những trải nghiệm của mình chỉ là ảo giác không không phải ảo giác tất cả đều là thật nghị lực của huynh đã khiến ông ta cảm động huynh đã cứu ta thấy sở phong đã tỉnh tử linh cúi xuống chủ động ôm chặt lấy sở phong hả lúc này sở phong hơi sững sờ bởi vì hạnh phúc đến một cách quá đường đột chẳng lẽ tử linh đã thích mình rồi sao thế nhưng chuyện này vẫn là chuyện mà hắn mong muốn nên hắn cũng không giả bộ giang rộng hai tay rồi ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của tử linh huynh làm gì đấy nhưng ai mà biết sở phong vừa mới chạm vào tử linh thì cơ thể ngọc ngà của tử linh lại run rẩy theo bản năng hất sở phong ra giơ tay lên rồi định cho hắn một cái bạt tai nhưng cũng may khi bàn tay này chỉ còn cách mặt sở phong nửa tấc thì dừng lại khiến sở phong bị một phen hú hồn may quá thoát được kiếp nạn thoáng nhìn sở phong tử linh bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng sau đó đứng dậy rồi bay vút lên tòa cung điện phía trên đưa tay tóm lấy cửu đoạn võ kỵ kia tử linh cô sở phong thấy thế liền sợ hết hồn trong lòng nghĩ nha đầu này thật sự chỉ muốn tiền mà không cần mạng vất vả lắm mới thoát ra được bây giờ vẫn còn muốn lấy cửu đoạn võ kỹ đầu óc có vấn đề đúng không xoẹt nhưng ai mà ngờ lần này tử linh lại lấy được cửu đoạn võ kỹ kia một cách dễ dàng sau đó bồng bềnh hạ xuống khi tử linh hạ xuống nàng cầm lấy tay trái của sở phong đặt cửu đoạn võ kỹ vào tay hắn nói huynh cầm đi đây nhìn võ kỹ trong tay sở phong hơi do dự bởi trước đó hắn đã thỏa thuận rằng sau khi thành công võ kỹ sẽ đưa cho tử linh còn hắn sẽ lấy huyền dược cho dù có nói thế nào võ kỹ này cũng nên đưa cho tử linh mới phải bạn đang xem tu la võ thần được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nhưng dù sao đây cũng là võ kỹ cấp 9, là võ kỹ mà cả đại lục cửu châu này chưa ai từng tu luyện phải đem nó đi tặng người khác khiến sở phong thật sự đau lòng sở phong đưa võ kỹ cấp 9 này cho nàng ta đi chỉ cần ngươi cho nàng võ kỹ cấp 9 này thì ngươi sẽ chiếm được trái tim của nàng thôi nhà đầu này nhất định sẽ vì thế mà yêu ngươi chỉ là một cuốn võ kỹ cấp 9 làm sao so sánh được với lợi ích mà thần thể trời ban mang lại cho ngươi thế này cũng cần phải đắn đo sao trong lúc sở phong vẫn còn đang do dự giọng nói nhắc nhở của đàn đàn đột nhiên văng lên bên tai với sự nhắc nhở của đàn đàn sở phong cắn chặt răng sau đó tranh thủ lúc tử linh không để ý liền ra tay nhanh như chớp chụp võ kỹ lên trên đầu tử linh vù vù trong khoảnh khắc khi võ kỹ tiếp xúc với chán tử linh nó lập tức hóa thành một luồng sáng rọi chui vào đầu nàng rồi biến mất không dấu vết sở phong huynh tử linh rất sự kinh ngạc trước hành động của sở phong hai mắt trừng lên cái miệng xinh xắn cũng hơi nhếch lên một chút bởi vì nàng không ngờ Sở Phong lại chủ động tặng võ kỹ cấp 9 này cho mình, nên nhớ đây không phải là loại võ kỹ thông thường mà là võ kỹ cấp 9 đấy. Nói lời giữ lời, ta đã nói võ kỹ là của cô thì là của cô. Sở Phong cười hì hì, nói, trông thấy dáng vẻ ung dung của Sở Phong, trong lòng Tử Linh giống như có một điều gì đó thay đổi, dâng trào cảm giác khác lạ không thể diễn tả được thành lời, nàng hạ giọng, nhẹ nhàng nói, "Sở Phong, cảm ơn huynh." "Cảm ơn cái gì chứ?" "À đúng rồi, loại võ kỹ này có thật là võ kỹ cấp 9 không?" Sở Phong chỉ khua khô tay tỏ ra không có gì nhưng sau đó vẫn tò mò hỏi tiếp. Ừ, nó đúng là võ kỵ cấp 9, rất lợi hại đấy. Xem ra chủ nhân của nơi này là một vị cao thủ rất rất mạnh. Tử Linh gật gật đầu nói. Đúng vậy, ông ta chỉ để lại một mảnh thần thức thôi mà đã lợi hại như thế rồi. Vậy chẳng phải con người thật của ông ta càng kinh khủng hơn sao? Có điều rõ ràng là di tích này đã có từ lâu lắm rồi. Nếu như vị giới linh sư áo vàng kia thật sự là chủ nhân của nơi này, thế chẳng phải ông ta đã rất nhiều tuổi rồi sao? Vậy bây giờ ông ta đang ở cảnh giới nào nhỉ? Sở Phong nói nơi này mặc dù không đến một ngàn năm tuổi nhưng chắc chắn cũng phải mấy trăm năm nếu như cường giả tu luyện đến bậc võ quân cao nhất thì tuổi thọ có thể kéo dài lên đến mấy trăm năm còn nếu là cảnh giới võ vương thì lại càng không cần phải nói huống chi tuổi thọ của giới linh sư vốn đã dài hơn người bình thường rồi tử linh giải thích ừ nghe những lời này sở phong cũng gật đầu đồng ý nhưng hắn cũng nhận ra những thứ mà tử linh biết dường như không ít hơn mà thậm chí còn nhiều hơn hắn một chút ít nhất là về những cảnh giới trong tu võ tử linh biết rõ hơn sở phong nhiều uỳnh 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 nhưng vào lúc này tảng đá ở giữa cung điện bỗng bắt đầu rung lên thật mạnh ánh sáng bảy màu chiếu dọi lên tòa cung điện phía trên cũng nhanh chóng biến mất cuối cùng cung điện từng đạt võ kỹ cấp 9 dần tan biến phần đỉnh cung điện lại quay về dáng vẻ vốn có của nó nhưng tiếng rung chuyển ầm ầm của tảng đá lại không biến mất mà càng lúc càng to hơn hơn nữa cùng với âm thanh này tảng đá bắt đầu chậm rãi chìm xuống sau khi tảng đá đó chìm xuống tử linh và sở phong kinh ngạc phát hiện ra một con đường khác tuy rằng nó rất hẹp nhưng chắc chắn đó là một con đường còn có một con đường bí mật khác cơ à sở phong mừng rỡ dùng tinh thần lực dò xét thử sau khi nhận thấy không hề có bất cứ nguy hiểm nào liền đi xuống đó trước tử linh cũng bám sát phía sau sau khi đi theo con đường này khoảng một nghìn thước thì đột nhiên xuất hiện một cánh cửa trong suốt qua đó có thể trông thấy mọi thứ bên ngoài đây đây là gì trông thấy thứ ở bên kia cửa kết giới sở phong và tử linh đều cảm thấy bất ngờ đây cũng là một tòa cung điện nó có hình dáng giống hệt với cung điện khi nãy chỉ là ở giữa tòa cung điện này lại là một bãi đá hình tròn đang lơ lửng bãi đá này rất lớn đường kính khoảng một trăm thước trông như một cái sân nho nhỏ nó cứ nhô lên hạ xuống lúc cao lúc thấp, bồng bềnh trôi nổi giữa không gian mênh mông của tòa cung điện, trông rất thần kỳ. Nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm, cái chính là bái đá ấy đang tỏa ra một luồng ánh sáng sáng rọi, bao phủ khắp mọi nơi. Dưới ánh sáng ấy, có 88 người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, họ chính là những cầu thủ đứng đầu do thế lực khắp mọi nơi phái đến. Có điều, lúc này sắc mặt bọn họ không tốt lắm, hai tay chồng lên nhau, toàn thân run rẩy, họ đang dùng thiên lực để ngăn cản một thứ gì đó. Phụt, đột nhiên, một ông lão có cảnh giới thiên võ nhất trọng run bần bật lên rồi phun máu tươi da tung tóe ông ta gục xuống cả người không còn sức lực bắt đầu dãy ruộ đau đớn và hét lên một cách thảm thiết trong lúc dãy ruộ, thân thể ông ta cũng bắt đầu co quắp vặn vẹo từ trong cơ thể không ngừng phát ra âm thanh răng rác tựa như xương cốt toàn thân đang bị nghiền nát đồng thời cả người cũng bắt đầu biến dạng cuối cùng hóa thành một vũng máu tươi thấy cảnh ghê rợn ấy sở phong và từ linh chỉ còn biết quay sang nhìn nhau dùng mình rồi hít một hơi thật sâu phải là lực lượng đáng sợ cỡ nào mới có thể khiến một cường giả thiên võ nhất trọng đang sống sờ sờ biến thành một vũng máu tươi khốn kiếp bị trúng kế rồi ở đây vốn chẳng có kho báu nào hết chỉ là một trận pháp ảo ảnh thôi chúng ta mắc bẫy rồi một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu đỏ trong đám người ấy tức giận quát lớn đây là cốc chủ của hòa thần cốc một cao thủ thiên võ ngũ trọng hòa thần cốc chủ nếu không phải do ngươi quá hấp tấp trông thấy kho báu liền bay vút qua đó thì chúng ta cũng chẳng đi theo ngươi để rồi rơi vào trận pháp ảo ảnh này bây giờ muốn thoát cũng không được một gã có mái tóc đen và hàng lông mày sắc như kiếm lạnh lùng hơn một tiếng vị này cũng là cao thủ có thực lực thiên võ ngũ trọng đó là cốc thủ của kiếm thần cốc nói láo nếu không phải các ngươi đều có dã tâm thì sao phải đi theo ta rồi cùng rơi vào cái bẫy này cốc chủ hòa thần cốc tức giận quát lớn tất cả câm miệng cho ta trận pháp này có uy lực mạnh như thế các ngươi không tập trung ngăn cản mà lại còn lãng phí sức lực để cãi nhau là sao các ngươi muốn chết tại đây phải không đột nhiên một người lớn tuổi tóc hoa dâm tức giận lớn tiếng quát ông ấy mặc áo giới linh màu lam tuy rằng cả ba người họ đều là thiên võ ngũ trọng nhưng khí tức của ông ấy cực kỳ hùng hậu hơn nữa trước ngực ông còn đeo một miếng huy hiệu của công hội giới linh ông ấy chính là hội phó của công hội giới linh ha ha thật không hổ là giới linh sư lại còn biết tiết kiệm thể lực để ngăn chặn uy lực của đại trận pháp cơ đấy nhưng thật đáng tiếc trận pháp này không phải loại các ngươi có thể chống đỡ được đâu đừng nói là các ngươi mà e rằng dù lão tổ tông của hoàng triều khương thị có đến cũng khó thoát ra khỏi trận pháp này nhất định cũng sẽ bị hóa thành vũ máu thôi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.